Con chào cô ạ. Dù mỗi năm có nhiều loại thuốc bơm tấn mới được ra mắt, nhưng điều ưu tiên chúng tôi có thể làm ngay để cải thiện sức khỏe của cộng đồng là nâng cao ý thức tuân thủ điều trị. Tuân thủ điều trị là một thách thức. 31% bệnh nhân chưa từng dùng thuốc theo toa chỉ định, có tới 50% bệnh nhân không điều trị theo chỉ dẫn, và 1/3 số bệnh nhân này sẽ ngưng điều trị trước thời hạn được khuyến nghị. Không tuân thủ gây ra gánh nặng nghiêm trọng liên quan đến chi phí điều trị. Tuân thủ điều trị chính là hành vi. Để tạo hành vi tuân thủ điều trị ở một người, điều quan trọng là hiểu được điều gì thúc đẩy tạo ra những hành vi đó. Sử dụng sự can thiệp dựa trên chứng cứ và thuyết hành vi có thể tác động đến hành vi, sức khỏe và kết quả điều trị của bệnh nhân. E-care, chương trình tiên phong với mục tiêu cung cấp kiến thức mới cho các nhân viên y tế và hỗ trợ bệnh nhân nâng cao tính tuân thủ điều trị thông qua việc thay đổi hành vi. Với những công cụ kỹ thuật số tiên tiến và các kiến thức về khoa học hành vi, chúng tôi muốn giúp nhiều bệnh nhân thực hiện theo lời khuyên của bác sĩ hơn, giúp họ cải thiện phương pháp tuân thủ cũng như tiếp tục duy trì quá trình điều trị, để chúng tôi có thể giúp họ sống khỏe hơn. Hợp tác với các chuyên gia nổi tiếng trên thế giới về khoa học hành vi, E-care sẽ cung cấp các công cụ và nguồn tài liệu giáo dục cho đội ngũ nhân viên y tế và bệnh nhân của họ. Chương trình trò chuyện này bao gồm các buổi đào tạo chuyên đề, cung cấp những kỹ thuật và công cụ về khoa học hành vi mới nhất, các bài viết chuyên sâu của các chuyên gia hàng đầu, và trang web hỗ trợ bệnh nhân cùng các công cụ can thiệp. Thông qua việc tập trung vào hành vi thực sự của bệnh nhân hơn là tập trung vào hành vi mà bệnh nhân nên thực hiện, chương trình E-care cung cấp thông tin và các khóa đào tạo dành cho đội ngũ y tế để giúp họ nhận biết cũng như quản lý các yếu tố thúc đẩy hành vi, cảm xúc và tâm lý của bệnh nhân, đồng thời cho bệnh nhân cơ hội để hình thành các hành vi mới phù hợp với từng lối sống và tinh thần của mỗi người, hướng đến tuân thủ điều trị theo khoa học hành vi, hướng đến chăm sóc sức khỏe chủ động. Hệ thống tiền đình là một cơ quan quan trọng tham gia giữ thăng bằng cho cơ thể. Hệ thống tiền đình kiểm soát sự thăng bằng của cơ thể thông qua nồng độ chất dẫn truyền thần kinh ở hai bên nhân tiền đình duy trì ở mức bình thường và cân bằng. Khi cơ quan tiền đình của một bên nào đó bị tổn thương, thì tín hiệu tiền đình hai bên sẽ không còn đồng đều và giống nhau, dẫn đến sự mất cân bằng, gây ra cơn chóng mặt. Hai nhóm thuốc thường được sử dụng để điều trị chóng mặt là nhóm thuốc ức chế tiền đình và nhóm thuốc kích thích tiền đình. Các thuốc ức chế tiền đình như cinnarizine, flunarizine, dimenhydrinate, v.v. với cơ chế ức chế tín hiệu thần kinh của tiền đình bên lành để cân bằng tín hiệu thần kinh hai bên tiền đình,
giúp bệnh nhân hết chóng mặt. Tuy nhiên, nhóm ức chế tiền đình được khuyến cáo sử dụng ngắn ngày vì cản trở quá trình phục hồi tiền đình trung ương. Ngược lại, các thuốc kích thích tiền đình như beta-histin đã có kinh nghiệm sử dụng trên 120 quốc gia trong gần 50 năm. Beta-histin với cơ chế tác động kép đối vận thụ thể H3 tại nhân tiền đình, làm tăng phóng thích histamine và chất dẫn truyền thần kinh, giúp phục hồi chức năng dẫn truyền thần kinh bên bị tổn thương, nên có tác dụng điều trị cơn chóng mặt, phục hồi thăng bằng cho bệnh nhân. Ngoài ra, beta-histin còn đồng vận thụ thể H1 ở thành mạch, làm tăng phóng thích histamine và chất dẫn truyền thần kinh, gây giãn mạch, giúp tăng lưu lượng máu đến tai trong, nên giúp phòng ngừa cơn chóng mặt tái phát. Nhờ vào cơ chế tác dụng kép, beta-histin hiệu quả cao trong điều trị chóng mặt, thúc đẩy nhanh quá trình bù trừ tiền đình trung ương và phục hồi sự thăng bằng. Theo các số liệu từ các nghiên cứu lâm sàng cho thấy, sau một tuần điều trị với beta-histin và liều dùng 48mg một ngày, độ nặng cơn chóng mặt giảm 37% sau một tuần, giảm đến 95% sau 3 tuần điều trị. Thời gian cơn chóng mặt giảm hơn 50% sau một tuần và giảm hơn 90% sau 3 tuần điều trị, chỉ còn 2 phút trên một cơn. Tần suất cơn chóng mặt giảm hơn 60% sau một tuần và giảm đến 95% sau 3 tuần điều trị. Tóm lại, beta-histin thuộc nhóm thuốc kích thích tiền đình với liều dùng 48mg một ngày, hiệu quả cao trong điều trị chóng mặt, phục hồi chức năng tiền đình bên bị tổn thương, thúc đẩy quá trình bù trừ tiền đình trung ương, giúp phục hồi thăng bằng cho bệnh nhân. Thì trong trường hợp mở khí quản cho bệnh nhân nhiễm COVID-19, ngoài trang phục bảo hộ cho các bác sĩ tham gia phẫu thuật như thế này, chúng ta cần phải có thêm một cái lồng để bảo vệ như bên đây. Tại vì mở khí quản đó là một cái thao tác, một cái thủ thuật trên cái đường hô hấp, cho nên có nhiều nguy cơ nhiễm COVID-19. Đặc biệt là trong cái thì rạch rụng khí quản, virus corona có thể bay ra ngoài và lây nhiễm ra môi trường xung quanh, cho nên cái lồng bảo vệ có thể giúp ngăn chặn, hạn chế cái tình trạng lây nhiễm ra môi trường.
Vẫn không được. À được rồi. Chào thầy ạ. Chào em. Vâng. Cô ạ, cô lên được phòng chưa ạ? Cô Thủy đi đâu rồi? Nay thầy thay được luôn cái background đằng sau rồi ạ. Hôm nay ánh sáng có thể sáng hơn một chút không này? Thầy có bật đèn lên không ạ? Được không? Được, được rồi đấy thầy ạ. Bớt cái đèn kia lại. Hôm nay thầy không... Thầy trong thành phố Hồ Chí Minh ạ. Đang căng thẳng dịch đây. Trong Nghỉ đấy tới chưa? thì vẫn chưa có đỡ tuyến đỡ gì nhỉ? Em thấy càng ngày mà số ca nó vẫn tăng lên ấy. Chưa đâu. À, em có gửi cái email cho thầy mời thầy cũng tham dự báo cáo tại hội nghị tam học năm nay ạ. Nếu mà thầy có bài báo cáo gì thì thầy cứ gửi đề tài sang cho em với thầy nhé. Rồi đấy còn chưa đâu. Dạ vâng. Tại vì là cũng không biết được tình hình dịch bệnh như nào thì nhưng mà để mà chuẩn bị thì mình vẫn cứ phải chuẩn bị ngay từ bây giờ thầy ạ. Nếu như đâu đến lúc đấy mà dịch nó có thuyên giảm thì mình vẫn tổ chức được. Chắc phải vài tuần nữa mới gửi.
Dạ, em chào chị Thủy, em chào anh Luân. Chào chào Diệu Anh. Chị là Hồng Liên ha. Thì bạn tại vì con tự nhiên có một cái hộp đột xuất á, cho nên bạn chưa có chơi đúng 11 giờ được. Có chắc khoảng bạn vô khi nào hộp xong phải tầm 50 phút nữa thì bạn vô nha. Vâng ạ. Vâng, thì em cũng chỉ cái hướng dẫn chị mà cái tìm được lấy cái câu hỏi của đại biểu gửi về ấy, chị, thì ở dưới cái phần cuối của cái thanh dưới màn hình ấy thì nó có cái mục Q&A này với cả mục chat, thì đại biểu có thể sẽ đặt câu hỏi là một trong là cái mục chat thì người ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp vào đấy luôn, hoặc là Q&A thì là cái mục là để chuyên chỉ đặt câu hỏi thôi, nhưng cũng sẽ có một số đại biểu là người ta sẽ nhắn câu hỏi vào đây. Vậy là chị với bạn Gấm sẽ xem hai cái ô này. Dạ vâng ạ. Ô này và ô chat, rồi sẽ lấy ra câu hỏi nào mà sẽ gửi lên cái group Zalo để cho chị Thủy với lại anh Luân xem trước. Rồi ok. Vâng, thì chủ yếu thì em thấy là người ta thường hay đặt vào mục Q&A, nhưng mà cũng chỉ có một số nhỏ thôi, là người ta tại vì đang nhắn tin trong cái mục chat rồi ạ, thì người ta sẽ tiện tay người ta sẽ nhắn cái câu hỏi vào đấy luôn. Còn chủ yếu là gần như khoảng tầm, em nghĩ là khoảng tầm 90% là người ta sẽ đặt câu hỏi vào trong cái mục Q&A đấy. Ok rồi, chị biết rồi. Thì chị Gắm sẽ chia ra theo dõi ở hai cái box này luôn ha. Dạ vâng ạ. Chào Liên. Dạ, em chào anh Lân. Em đâu? Thấy mặt đâu? Em đâu hả? Dạ, để chắc lát em không có lên sóng. Em tắt luôn video, bắt công lại lên sóng, ảnh hưởng chị, mọi người. Chị cứ bật camera lên đi ạ, tí nữa đến giờ vào phòng thì chị tắt đi cũng được ạ. Cái đấy chị có thể điều khiển được mà. Chị có muốn bật lúc nào, muốn tắt lúc nào thì chị có thể ấn vào cái mục stop video và hoặc là start video ấy ạ. Cả tiếng nữa thì đến khi tí nữa mà vào lớp thì chị có thể tắt tiếng đi để mà không bị ảnh hưởng đến tiếng mà các thầy cô giảng bài ấy ạ. Đó thì để không bị các cái tiếng bên ngoài. Con chào cô. Chào chị Thủy. Chào. Nãy giờ chào chị Thủy là mùa quá. Người sao mà cô sớm thế? À, 11:05. Vâng, cô ơi, cô thay giúp con cái background đằng sau đi ạ. Ok, gửi trên email à? Hay thế nào nhỉ? Con gửi trên email, không thì để con gửi qua Zalo cho cô luôn. Email. Con gửi lúc chiều hôm qua. Cô có thấy chưa ạ? Thấy rồi. Vâng, có cả cái file, cái lịch trình của buổi sóng hay có hai tên hai bài báo cáo ấy để cô đọc qua, tí nữa cô giới thiệu ở trong chương trình nhé. Cái gì nhỉ? Gửi cái gì? Ở trong cái email đấy là con có đính kèm cho cô cả cái file kịch bản chương trình nhỉ? Thì để nắm được cái lịch trình là hôm nay thì buổi đầu giờ là con sẽ phát một cái video của bên Abox này. Không, biết rồi, cái đó biết rồi. Vâng. Dạ vâng. Trời ơi, bắt rau nhà mình ngu quá. Dạ, chị Thủy ạ. Chào. Dạ, em Hồng Liên bên Abot. Chào Liên. Dạ. Được chưa? Được rồi đấy cô ạ. Ok. Vâng. Cô ơi, con ngồi dịch sang bên trái của cô một xíu ạ. Để cho ra giữa được cái background đấy. Ủa, bên nào nhỉ? Đấy, được rồi đấy các bạn. Đấy, đấy. Cũng với bên trái đúng rồi ạ. Đấy, được rồi ạ. Vâng. Cô hôm nay cô thử là bài báo cáo đầu tiên, nên là cô thử chia sẻ giúp con cái bài PowerPoint đi ạ. À, con làm gì mà tao múc dậy ra thì cứ đi trước chứ có sao đâu.
vào phòng nha nha. Có nấu thì bị có bệnh rồi, chúng nấu thì không chết. Đúng rồi, bà bác đi chắc đi cũng có liên quan gì đến chúng nấu. Châu được chưa? Được rồi cô ạ, xinh rồi ạ. Xinh rồi có không? Cô chỉ thử chia sẻ giúp con cái bài PowerPoint đi ạ, bởi vì hôm nay cô mới báo cáo bài đầu tiên, hôm nay cô mới chia sẻ. Thấy chưa? Con thấy rồi ạ. Cô bật full toàn màn hình đi ở dưới góc bên phải. Đấy đúng rồi ạ. Được rồi ạ. Ủa sao cái kỳ cục vậy? Sao thế ạ? Trời. Tự nhiên. Rồi. Đang... Được rồi cô ạ. Cô có cái gì ấn vào đâu để shop nhỉ? Ủa nó dài quá hay chết. Cô có bao nhiêu phút đấy nhỉ? 25 phút cô ạ. Giờ tôi chết rồi. Cái này chắc chạy chạy. Cho cô 35 phút, số đẹp luôn. Trời ơi là trời, 60 mấy slide chết luôn á. Mà đã bớt đi nhiều lắm rồi mà nó vẫn còn từng này. Trời ơi chết. Hôm nay cô Thủy mới báo cáo bài đầu tiên trong cả toàn bộ chương trình này, thôi cô nói nhiều một chút cũng được ạ. Sao đó bữa nay bữa cuối mà báo cáo lâu thì hỏi ít thôi. Rồi. Vâng được rồi ạ. Đó mấy slide luôn. Cô stop share đi ạ. Hoặc nếu mà không thì để con tắt luôn giúp cô. Ừ thì tắt luôn đi. Con cho cái background của con đi. Vâng. Dạ vâng, thế thì con xin phép sẽ mở phòng sớm luôn để mời quý vị đại biểu vào ạ. Đến mấy giờ thì chương trình là mấy giờ bắt đầu? 11:15, bây giờ là 11:11. 11:15, thì đúng 11:15 con chiếu cái video kia và con giới thiệu của bốt đi, xong cô nói là bắt đầu mới nói bài nhá. Vâng, dạ vâng ạ. À, bác sĩ Luân ơi. Vâng. Này, em xem làm việc với mấy em với cả anh Hòa đi nhé. Bổ sung thêm mấy cái gì đó cho cuốn 60 năm á. Khen thưởng hay thế nào á. Thì cô nhắc các hội thành viên xem có đề xuất hay chưa. Hình như chưa thấy đề xuất à? Đúng không? Chưa gửi. Hả? Để mail nhắc nhở thêm. Ừ, nhắc nhở thêm. Đợt này em có đi đến trường hay bệnh viện gì không? Không có đi đâu hết. Ở nhà, coi như là thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16 plus của thành phố đúng không? Ở nhà dạy online không? Không phải nghĩ rồi đó. 16 mà 16 plus thì không phải là 16 thường.
Trời ơi, rầu muốn chết luôn à. Ngày nào cũng mấy ngàn ca, 4-5 ngàn ca. Chích ngừa cho lẹ lên cho chậm quá. Bây giờ có Pfizer với cả Moderna rồi đó. Thì có rồi nhưng mà tốc độ chậm quá là khó mà phủ được. Ủa nhưng mà gia đình nhân viên y tế là chích á, bên em là gia đình chích chưa, cho mấy đứa nó chích chưa? Rồi chết rồi. Chích cái gì, Pfizer à? Astra. À, đây này thấy có công văn của Sở Y tế là hỏa tốc là gửi danh sách nhân viên y tế đó, gia đình nhân viên y tế của trên bệnh viện không báo em à? Có nhưng mà cái đó là nhân viên y tế, là nhân viên y tế tuyến đầu á, đang đi mấy cái chỗ chống dịch tới ưu tiên trước rồi mới thấy nhân viên y tế khác. Mấy cái tuyến đầu là có phơi nhiễm hết rồi đó luôn, Đúng tội rồi, ghê luôn á. thì nhiều lắm mà đúng ra là phải rút kinh nghiệm cho người ta chích Pfizer hoặc là chích trộn á. Đợt hai này vẫn bắt người ta chích Astra tiếp á, mà cái khả Đợt năng đó 2 là đến lúc đợt 2 là chưa có, mới có Pfizer gần đây, khổ vậy đấy. không, cái đợt tiếp này nè, đợt năm này nè, nhân viên y tế vẫn phải chích vẫn chích Nhường cái Pfizer cho người trên 65. nhượng. Đúng ra cái nước mình nó đi ngược cho người ta đó, nước ngoài trên 65 là Thì vậy ấy. chích Mẹ chị ở phường là chích Moderna. Astra đó. Phường chích Moderna nhiều lắm, trên 65 cũng bệnh nền đó. 80 tuổi với cả ấy là chích Moderna hết. Hiện tại đã đến 11:15 thì con xin phép mở phòng để bắt đầu ạ. Vâng. Sao nữa? Cái hình nó cứ bị nhòe nhòe xung quanh này. Này sao cái hình của chị nó cứ bị nhòe nhòe xung quanh? Dù mỗi năm có nhiều loại thuốc bân tấn mới được ra mắt, nhưng điều ưu tiên chúng tôi có thể làm ngay để cải thiện sức khỏe của cộng đồng là nâng cao ý thức tuân thủ điều trị. Tuân thủ điều trị là một thách thức. 31% bệnh nhân chưa từng dùng thuốc theo toa chỉ định, có tới 50% bệnh nhân không điều trị theo chỉ dẫn và 1/3 số bệnh nhân này sẽ ngưng điều trị trước thời hạn được khuyến nghị. Không tuân thủ gây ra gánh nặng nghiêm trọng liên quan đến chi phí điều trị. Tuân thủ điều trị chính là hành vi. Để tạo hành vi tuân thủ điều trị ở một người, điều quan trọng là hiểu được điều gì thúc đẩy tạo ra những hành vi đó. Sử dụng sự can thiệp dựa trên chứng cứ và thuyết hành vi có thể tác động đến hành vi sức khỏe và kết quả điều trị của bệnh nhân. E-care, chương trình tiên phong với mục tiêu cung cấp kiến thức mới cho các nhân viên y tế và hỗ trợ bệnh nhân nâng cao tính tuân thủ điều trị thông qua việc thay đổi hành vi. Với những công cụ kỹ thuật số tiên tiến và các kiến thức về khoa học hành vi, chúng tôi muốn giúp nhiều bệnh nhân thực hiện theo lời khuyên của bác sĩ hơn, giúp họ cải thiện phương pháp tuân thủ cũng như tiếp tục duy trì quá trình điều trị, để chúng tôi có thể giúp họ sống khỏe hơn. Hợp tác với các chuyên gia nổi tiếng trên thế giới về khoa học hành vi, E-Care sẽ cung cấp các công cụ và nguồn tài liệu giáo dục cho đội ngũ nhân viên y tế và bệnh nhân của họ. Chương trình trò chuyện này bao gồm các buổi đào tạo chuyên đề, cung cấp những kỹ thuật và công cụ về khoa học hành vi mới nhất, các bài viết chuyên sâu của các chuyên gia hàng đầu và trang web hỗ trợ bệnh nhân cùng các công cụ can thiệp. Thông qua việc tập trung vào hành vi thực sự của bệnh nhân hơn là tập trung vào hành vi mà bệnh nhân nên thực hiện, chương trình E-Care cung cấp thông tin và các khóa đào tạo dành cho đội ngũ y tế để giúp họ nhận biết cũng như quản lý các yếu tố thúc đẩy hành vi, cảm xúc và tâm lý của bệnh nhân, đồng thời cho bệnh nhân cơ hội để hình thành các hành vi mới phù hợp với từng lối sống và tinh thần của mỗi người, hướng đến tuân thủ điều trị theo khoa học hành vi, hướng đến chăm sóc sức khỏe chủ động. Chào mừng quý vị đại biểu tham dự chương trình đào tạo online training series khám và điều trị tai mũi họng trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay, thách thức và giải pháp. Em xin thay mặt ban tổ chức phổ biến một số lưu ý của chương trình đến các quý vị đại biểu khi tham gia lớp học như sau. Các quý vị đại biểu lưu ý đảm bảo chất lượng đường truyền tốt để buổi học không bị gián đoạn trong quá trình theo dõi. Các đại biểu có thể đặt câu hỏi đến diễn giả trong mục Q&A hoặc mục box chat. Đến cuối buổi học, các câu hỏi hay và chất lượng sẽ được chọn lọc để diễn giả trả lời trực tiếp.
Các quý vị đại biểu lưu ý tham gia đến cuối buổi học để nhận đường link tham gia post-test. Sau đây, em xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Phan Trung Thủy, chủ tọa của buổi học thứ 7 ngày hôm nay. Em xin trân trọng kính mời cô. Kính chào quý đồng nghiệp, chào Phó Giáo sư Luân cùng các em trong ban tổ chức. Hôm nay là kỳ training thứ 7 của Hội Tai Mũi Họng Việt Nam với chuỗi các bệnh lý liên quan đến tai mũi họng và trong cái mùa dịch, những thách thức và giải pháp. Thì hôm nay chúng ta có chủ đề là rối loạn tiền đình trong cái bối cảnh áp lực công việc cũng như là bệnh COVID-19 và có những cái chuẩn đoán và điều trị cập nhật đối với chóng mặt trong cái thời điểm này. Thay mặt Hội Tai Mũi Họng Việt Nam thì chúng tôi chân thành cảm ơn các quý đồng nghiệp, các bác sĩ và những người làm trong ngành y đã quan tâm đến chương trình đào tạo của Hội Tai Mũi Họng Việt Nam đã ủng hộ. Cảm ơn công ty Abbott đã rất là nhiều nỗ lực để chuẩn bị triển khai cái khóa học này. Cảm ơn các báo cáo viên, thầy Luân hôm nay cũng tham gia cùng với chúng tôi. Và hôm nay thì tôi có một chia sẻ về vấn đề hội chứng tiền đình, cập nhật chẩn đoán và điều trị trong, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID mà chúng ta ai cũng phải ở nhà làm việc từ xa, rồi đồng thời là chúng ta biết bao nhiêu những cái áp lực từ sinh hoạt hàng ngày, từ công việc, gia đình, con cái vân vân, thì chúng ta chắc ai cũng sẽ đã bị chóng mặt một lần, bởi vì chóng mặt là một cái hội chứng, một cái cảm giác của con người. Có thể chóng mặt chủ động hoặc thụ động. Ví dụ như chúng ta nhìn cái hình này, nhìn chăm chú là tự nhiên thấy cái hình nó chuyển động. Thực tế thì không phải, bởi vì hình này là một hình tĩnh. Rồi chúng ta ở trên cao nhìn xuống hoặc nhìn lên trên tầng cao cũng có thể gây chóng mặt. Thì chóng mặt là cảm giác chuyển động, cảm giác ảo giác xoay tròn hoặc xoay ngang. Có thể là cảm giác cơ thể xoay tròn hoặc là cái môi trường xung quanh xoay quanh chúng ta. Và mất thăng bằng thì có nhiều người bệnh nhân đến chúng ta nói là chúng tôi chọn chóng mặt, bệnh nhân bị chóng mặt. Tuy nhiên thực ra không phải là chóng mặt mà chỉ là một cảm giác mất thăng bằng, chúng ta cần phân biệt. Bởi vì cảm giác mất thăng bằng này là cảm giác ảo giác khi hướng trao đảo, té ngã. Bệnh nhân sẽ có cảm giác như là bồng bềnh, loạn choạng, dễ bị ngã, nhưng không phải là cảm giác chóng mặt xoay. Cho nên chóng mặt xoay là một cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải khai thác để trong cái quá trình khám và chẩn đoán. Về tần suất chóng mặt thì ảnh hưởng đến khoảng 15-20% bệnh nhân trong hàng năm, và cái số này thì tăng đối với tuổi bệnh nhân. Chóng mặt tiền đình ngoại biên chiếm khoảng 1/4 số ca. Tỷ lệ mắc bệnh tăng theo tuổi mà nữ cao hơn nam khoảng 2-3 lần. Và cái quá trình lão hóa chỉ là tăng cái tần suất chóng mặt trên bệnh nhân. Các nghiên cứu đã ghi nhận tỷ lệ cao của chứng chóng mặt tư thế kỳ phát lành tính và chứng đau nửa đầu migraine, mà hôm nay thì bác sĩ Luân sẽ nói về vấn đề migraine. Chóng mặt là một cái gánh nặng bệnh tật làm cho bệnh nhân mất khả năng làm việc sinh hoạt, có thể đi té ngã, rồi bệnh lâu ngày sẽ gây ra chứng lo âu trầm cảm cho bệnh nhân. Và đây là một cái hội chứng ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Trong bối cảnh bây giờ là chúng ta ảnh hưởng rất là nhiều bởi dịch bệnh, thì đã có một số nghiên cứu, thì trong đó thì tôi thấy có hai cái nghiên cứu hệ thống đáng tin cậy, là một nghiên cứu của tác giả Shearsky đã được public vào tháng 9 năm 2020, và tác giả Sarala cũng được public vào tháng 4 năm 2021, thì cho thấy rằng ghi nhận những cái triệu chứng chóng mặt, rồi giảm nghe, ù tai trên cái bệnh nhân mắc COVID-19. Chóng mặt thì theo tác giả Shiraki thì đây là một cái triệu chứng tương đối là hay gặp trong cái bệnh nhân mắc COVID-19, khoảng 12%. Và
tác giả cũng cho thấy là có tất cả 14 bài báo cáo, trong đó có 11 bài báo cáo là về nghiên cứu và có 3 bài báo cáo về ca lâm sàng, thì đều cho thấy rằng là cái tỷ lệ chóng mặt trên bệnh nhân này là được ghi nhận cũng khá cao. Về cơ chế chóng mặt thì có cơ chế là viêm thần kinh, virus tác động lên thần kinh, và cơ chế nữa là thiếu máu, thiếu oxy. Và cái cơ chế, đây là một cái nghiên cứu gồm tổng hợp 12 bài báo cáo đáp ứng những cái tiêu chí về nghiên cứu gồm khá tin cậy, cũng cho thấy rằng tỷ lệ của ù tai, mất nghe và chóng mặt chiếm khoảng 12,2%. Và đây là cái cơ chế làm cho bệnh nhân gây ra triệu chứng chóng mặt trên bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 mà tôi vừa mới nói, đó là cơ chế viêm. Thứ hai là cơ chế thần kinh, virus tấn công trực tiếp vào thần kinh. Và cơ chế thứ ba là thiếu oxy gây ra thiếu máu. Và Tổ chức Y tế cũng khuyến cáo có theo dõi chóng mặt sau chích vaccine. Đó là những cái triệu chứng có thể cần phải theo dõi trên những bệnh nhân sau chích vaccine. Về sinh lý của chóng mặt và cơ chế thăng bằng thì như thế nào? Đây là một cái hội chứng gồm đa cơ quan, giác quan, vận động và cảm giác tổng hợp lại, điều phối, điều hòa, thăng bằng cơ thể, thì có sự phối hợp của thị giác, tiền đình, cảm giác sâu bản thể, và đưa tới những cái xung động thần kinh nhận được với cái vị trí của cơ thể lên tới tiểu não để xử lý, để nhận biết cái vị trí của cơ thể trong không gian ba chiều. Và ngoại biên thì chúng ta biết cơ chế thăng bằng và định hướng là nhờ cái tiền đình với ba ống bán khuyên, với ba vị trí theo ba chiều không gian, ống bán khuyên trên, ống khoan khuyên sau và ống khuyên khuyên ngang hay ống bán khuyên ngoài, và vị trí của ống khuyên sẽ nằm như thế này trong cái hộp sọ. Vậy thì cơ quan nào sẽ tham gia vào thăng bằng? Thì nó có ba hệ thống. Thứ nhất là hệ thống phản xạ tiền đình tủy sống, hệ thống phản xạ tiền đình mạch, hệ thống phản xạ tiền đình tiểu não. Tất cả ba hệ thống này điều hòa chóng mặt, mất thân tàng và có trở lại bình thường hay không là nhờ ba hệ thống này. Đường phản xạ thì đây chúng ta sẽ xem một cái sơ đồ vẽ đường truyền tiền đình mắt, là những cái ghi nhận của mắt. Những xung động thần kinh sẽ đi tới tiền đình và tiền đình hai bên, đồng thời có đường dẫn truyền tiền đình tủy sống phối hợp để đưa đến tiểu não và những cái nhân tiền đình và tiểu não để xử lý và nhận biết cơ thể của mình. Đấy là output, input thì là những cái tiếp nhận của thị giác, những cái tiếp nhận của thần kinh tai trong qua ba ống bán khuyên, và cảm tiếp nhận và cảm thụ bản thể, và đưa đến những xung động thần kinh tới tiểu não xử lý, và output đó là tạo ra cái phản xạ của mắt và những cái nhận biết vị trí của cơ thể trong không gian ba chiều. Về thăm khám lâm sàng thì mục đích chúng ta là, thứ nhất là đánh giá hệ thống trung ương hay ngoại biên, tức là đánh giá chóng mặt trung ương hay đóng ngoại biên, rồi đánh giá cái sự toàn vẹn chức năng cấu trúc từ trong cái chuỗi phản xạ tiền đình tủy sống, phản xạ mắt, và một cái đánh giá nữa là đánh giá tiểu não. Đấy là cái đánh giá khám đầy đủ đối với bệnh nhân rối loạn tiền đình. Một số biện pháp, nghiệm pháp và xét nghiệm thăm dò chức năng như là những nghiệm pháp khám như là standing test, đó là bệnh nhân đứng, đứng rồi có thể nhắm mắt, Rombe test, walking test, finger nose test là ngón tay chỉ mũi, rồi nghiệm pháp Dick Hand Pie, động mắt, không quên cái kiểm tra
huyết áp của bệnh nhân. Ngoài ra chúng ta còn phải có những xét nghiệm khác như sinh hóa huyết học, vi sinh y học, thăm dò chức năng điện não, điện tim, điện cơ, cho đặc biệt đối với những cái thăm dò những chóng mặt trung ương, có thể sử dụng siêu âm, chụp CT, chụp MRI, chụp DSA và cả những cái khám nghiệm trắc nghiệm tâm lý thần kinh. Đây là một số hình ảnh mà khám bệnh nhân đánh giá nystagmography đưa ra những cái kết quả để đánh giá phân biệt chóng mặt ngoại biên, chóng mặt trung ương và đánh giá trên những cái sơ đồ mà động mạch nystagmography. Đây là một bệnh nhân được bác sĩ thử test nystagmography. Và đây những cái trang thiết bị để vừa chuẩn đoán cũng như vừa điều trị cho bệnh nhân lên đây để xoay chiều, để ghi nhận những cái trong động mắt của bệnh nhân theo chiều quay, đồng thời là cũng là một cái dụng cụ để có thể điều trị cho bệnh nhân khi mà tập huấn tiền đình. Về nguyên nhân thì có rất nhiều nguyên nhân, chúng ta phân biệt nguyên nhân ngoại biên, nguyên nhân trung ương, rồi những cái mà không phải chóng mặt thực sự, tức là gọi choáng váng. Nguyên nhân ngoại biên thì cái mà hay gặp nhất là chóng mặt kịch phát lành tính, tư thế là BPPV, rồi đến migraine tiền đình, viêm thần kinh tiền đình, mê nhe, bệnh số bệnh lý tai mũi họng như là viêm tai gây ra viêm tiền đình rồi gây chóng mặt hoặc là thay đổi áp suất trong tai vân vân. Đối với chóng mặt trung ương thì có những cái tổn thương của hố sau như u, chấn thương, thiếu máu não cục bộ, u bắp cầu tiểu não, bệnh dây tám, thường là u, tổn thương thân não, bệnh động kinh, bệnh di truyền, ví dụ như là thoái hóa gai tiểu não, bệnh đau nửa đầu tiền đình. Và đặc biệt là chúng ta cần phân biệt với những cái bệnh nhân đến khám nghĩ là chóng mặt nhưng mà thực ra nó chỉ là những cái triệu chứng choáng váng, thì nó liên quan đến những bệnh nội khoa nhiều hơn như là bệnh tim mạch, chuyển hóa nội tiết, tâm lý, có thể liên quan đến một số thuốc, rồi bệnh lý nhiễm trùng, mạch máu, bệnh tâm thần. Về chóng mặt thực sự thì có nguyên nhân tiền đình và nguyên nhân trung ương hay là tiểu não, thân não, tiểu não. Ngoài ra chúng ta chú ý là có những cái triệu chứng của bệnh nhân đến khám mà bệnh nhân như là sắp xỉu, presenco, thì thực ra đây là những triệu chứng có thể liên quan đến tim mạch, rồi tắm chóng mặt không rõ, rất là mơ hồ, có thể liên quan đến những cái rối loạn về bệnh lý tâm lý, rồi rối loạn thăng bằng, disequilibre, những cái bệnh liên quan đến thần kinh. Để phân biệt thì có một số cái nguyên tắc chung để phân biệt giữa chóng mặt ngoại biên và chóng mặt trung biên trên lâm sàng. Ví dụ về triệu chứng thì ngoại biên là chóng mặt từng cơn trầm trọng, trung ương thì cố định và ít trầm trọng hơn, và ít khi là có một cái cơn chóng mặt kinh khủng, ói mửa, nhào lộn vân vân không mở mắt ra được. Mà chóng mặt trung ương thường nó chóng mặt từ từ, bệnh nhân có thể té ngã, tuy nhiên á, nó không có mạnh như là cơn chóng mặt ngoại biên. Về thời gian thì ngoại biên thì thường ngắn, thì có thể từ 40 giây, trung bình là 7-8 giây, trung ương thì kéo dài hơn. Thời gian tiềm tàng thì là ngắn, trung ương thì không có thời gian tiềm tàng. Thời gian kéo dài thì ngoại biên là vài phút và trung ương kéo dài. Triệu chứng ngoại biên để suy giảm triệu chứng thì có suy giảm sau cơn, trung ương thì có thể từng tồn tại. Ngoại biên thì miss, luôn có một hướng. Trung ương thì có thể nhiều hướng, có thể xoay. Về triệu chứng thần kinh khu trú thì ngoại biên thì không có, nhưng triệu chứng trung ương thì chúng ta có thể phát hiện ra triệu chứng thần kinh khu trú. Về thời gian xuất hiện thì nếu mà nói về dây xuất, thì là chóng mặt lành tính theo tư thế kịch phát, còn chóng mặt theo phút thì là cơn thiếu máu thoáng qua, và thời gian xuất hiện theo giờ là bệnh mê nhe,
và theo ngày là viêm tiền đình kéo dài, thì viêm ngày tiền đình cho siêu vi nó sẽ kéo dài vài ngày, tuần lễ, hai tuần. Về cái thời gian này thay đổi thì thường liên quan đến bệnh migraine. Về nhận định giữa các chuyên khoa thì đối với chóng mặt mà liên quan đến thần kinh trung ương á, thì có thể có nhức đầu, nhìn đôi, rối loạn vận động cảm giác. Liên quan đến bệnh lý về tai mũi họng thì có thể kèm theo những triệu chứng như điếc, ù tai, nặng tai, bị mất thăng bằng, thì là thường là liên quan đến triệu chứng của thần kinh trung ương. Chóng mặt mà không thuyên giảm sau 7-10 ngày thì chúng ta phải tìm những nguyên nhân có thể liên quan đến thần kinh trung ương. Và tổn thương tiền đình ngoại biên thì thường tự giới hạn sau 7 ngày. Đây là cái lưu đồ để sơ đồ để chúng ta sẽ thấy rằng là chóng mặt ngoại biên, chóng mặt trung ương nó khác biệt trong cái cơn của chóng mặt nó như thế nào. Chóng mặt ngoại biên thì thường nó kích phát nhanh và nó giảm xuống nhanh, và nó rất là đỉnh rất là cao, sau khi chóng mặt trung ương thì nó có thể kéo dài hơn. Về hôm nay thì chúng ta sẽ nói nhiều về chóng mặt tiền đình và chóng mặt ngoại biên. Thì về cơ chế, khi mà chúng ta biết khi mà tiền đình hai bên nó tương ứng với nhau, cân đối, cân xứng hai bên thì bệnh nhân không có triệu chứng chóng mặt. Nhưng khi một bên nó tăng động lên và một bên kia bình thường thì sẽ gây ra một cái triệu chứng chóng mặt quay cuồng, đó là bất cân bằng của hoạt động của hai bên. Và ví dụ như là mất thăng bằng là hai bên cùng tăng lên đều thì cũng gây ra sự mất thăng bằng. Về quá trình bù trừ tiền đình trung ương, nếu mà chức năng tiền đình hai bên bình thường như chúng ta thấy ở đây, nếu mà cái chóng mặt xảy ra khi mà chức năng xung động nhân tiền đình mất một bên, và khi mà bù trừ thì chúng ta sẽ thấy tiểu não ức chế tiền đình một bên đối diện làm giảm chóng mặt, nhưng mà bệnh nhân vẫn còn tồn tại mất thăng bằng. Về bù trừ mạng ấy, thì sẽ có hiện tượng là tiểu não bị ức chế và phục hồi phát xung nhân tiền đình bên bệnh thì sẽ dẫn tới là phục hồi chức năng tiền đình trở về bình thường. Về bệnh chóng mặt theo Berkeley University năm 2009 thì bệnh chóng mặt ngoại biên hay gặp nhất đó là chóng mặt kịch phát lành tính theo tư thế, sau đó là chóng mặt theo tư thế, rồi chóng mặt migraine, mây nhe, viêm tế bào thần kinh tiền đình. Về điều trị thì với bệnh cảnh là bệnh lý tiền đình hai bên thì điều trị nguyên nhân kết hợp với cái bài tập tiền đình. Với cái viêm thần kinh tiền đình thì điều trị triệu chứng kháng viêm, các bài tập tiền đình. Về bệnh mây nhe thì sử dụng beta histin và đương nhiên là có vẫn tập tiền đình. Và nếu như điều trị thất bại thì chúng ta có thể sử dụng gentamicin xuyên nhĩ. Với chóng mặt tư thế kịch phát lành tính thì là điều trị với các thủ thuật phóng thích thạch nhĩ trở về vị trí bình thường. Với cái rò ngoại dịch thì điều trị là phẫu thuật bít đường rò. Với cơn tiền đình kịch phát thì sử dụng những thuốc ức chế tiền đình như carbamazepine, gabapentin. Với hội chứng Cogan thì dùng corticoid, azathioprine và cyclophosphamide. Về mục tiêu điều trị chính là thúc đẩy quá trình phục hồi tiền đình diễn ra nhanh hơn. Thì đây chúng ta có hai cái thuốc sử dụng chính. Thứ nhất là thuốc ức chế tiền đình và thứ hai thuốc kích thích tiền đình là beta histin. Về cơ chế là khi hai bên tiền đình chức năng bị lệch pha thì nó sẽ gây ra chóng mặt. Thì ức chế tiền đình là sẽ ức chế bên lành, ngược lại beta histin hay thuốc kích thích tiền đình nó sẽ là kích thích cái bên bệnh để cho trở về bình thường. Thuốc ức chế tiền đình thì chúng ta thường sử dụng anticholinergic, antihistamine và benzodiazepine. Cái antihistamine thì bác sĩ tai mũi họng xài khá nhiều, có nhiều loại, nhưng mà sử dụng cho chóng mặt thì thường là diphenhydramine, cetirizine, dimethyltryptamine và nhiều thuốc khác. Với chỉ định cái thuốc ức chế tiền đình thì đối với những rối loạn tiền đình cấp
tối đa 1-2 ngày, tức là những cái rối loạn tiền đình rất là nặng xảy ra, những cơn treo chóng mặt mà bệnh nhân có thể tối tăm mặt mũi, té ngã, ói mửa, không ăn uống và không có sinh hoạt bình thường được. Đối với những cái chóng mặt thường xuyên và nặng nề kèm buồn nôn, rồi đối với những chóng mặt kịch phát nặng, buồn ói hoặc là sử dụng 30 phút trước khi làm biện pháp để cho cái sỏi nhĩ nó trở lại vị trí bình thường, phòng ngừa say tàu xe, hoặc là đối với những chóng mặt trung ương kèm theo nôn ói. Các nhóm ức chế tiền đình thì chúng ta có nhóm ức chế tiền đình và nhóm hỗ trợ tiền đình. Nhóm ức chế tiền đình thì như đã nói thì chúng ta có dimethylmirat, rồi nhóm melizin, diazepam, cinarizin, và nhóm hỗ trợ tiền đình thì chúng ta có betahistin. Nhóm betahistin này thuộc là nhóm B. Rồi dược lý thì chú ý là đồng vận của histamine. Tác dụng phụ thì có thể có rối loạn nhẹ tiêu hóa. Còn những cái nhóm ức chế tiền đình thì đa số tác dụng phụ của nó là buồn ngủ. Thuốc kích thích tiền đình betahistin là một cái chất đồng dạng histamine, làm tăng hoạt động giống histamine mà không gây ra tác dụng phụ. Như chúng ta biết trong cái quy trình qua sinat thần kinh thì histamine là một cái chất dẫn truyền của các con đường tiền đình. Để phục hồi chức năng tiền đình thì điều trị chóng mặt cần phải phục hồi hoạt động của histamine. Thì đây là cái sơ đồ cơ chế tác động của beta histamine trên cái sinat thần kinh nhờ gây đối vận cụ thể H3 receptor, và nó tác động lên trên sinat thần kinh và phóng tinh histamine và những cái neurotransmitter khác. Đây là tác động chủ động trên cái nhân tiền đình. Và histamine thì nó sẽ phóng thích và nó có tác động là nhờ cái động vận cụ thể H1 ở mạch máu, và nó làm tăng tưới máu não và cũng như là tay trong. Sau đây là một số bằng chứng lâm sàng và các hướng dẫn quốc tế theo theo cái guideline của Hội Tai Mũi Họng và Đầu Cổ Hoa Kỳ. Thì đối với cả chóng mặt tư thế kịch phát lành tính thì cái điều trị được khuyến cáo đó là những cái nghiện pháp để đưa những cái otolith trở về cái vị trí bình thường trong cái ống bán khuyên, và đồng thời là tập cho bệnh nhân và sử dụng những cái thuốc mà kích thích tiền đình nếu cần, nhưng với những cái thuốc mà ức chế tiền đình thì không được khuyến cáo. Đối với cái chóng mặt kịch phát tư thế lành tính thì có một cái nghiên cứu đã cho thấy là chóng mặt này được điều trị bằng nghiện pháp Airplay và sử dụng betahistin là có hiệu quả. Đây là một cái nghiên cứu đã được public ở Dục Nan ở trong cái báo về ù tai quốc tế năm 2017. Cũng theo Hội Tai Mũi Họng Hoa Kỳ và Đầu Mặt Cổ Hoa Kỳ thì với bệnh lý mây nhe thì khuyến cáo là điều trị là huấn luyện tiền đình cho bệnh nhân sử dụng những thuốc kích thích tiền đình, biện pháp tâm lý là được khuyến cáo. Một nghiên cứu khác đã được public tháng 6 năm 2000 trên cái journal là tai mũi họng và phẫu thuật đầu mặt cổ của Ấn Độ thì đã cho thấy nghiên cứu là betahistin về tần suất cơn chóng mặt giảm hơn 60% sau 1 tuần và giảm đến 95% sau 3 tuần. Về cường độ chóng mặt thì giảm 37% sau 1 tuần, giảm 95% sau 3 tuần.
và sau một tuần thời gian tia chóng mặt giảm hơn 50%, sau 3 tuần giảm 90%. Nghiên cứu này tiền cứu trên 29 bệnh nhân chóng mặt ngoại trú được điều trị beta-hectin 16mg 3 lần trong ngày trong khoảng thời gian tối đa là 6 tuần. Và beta-hectin cũng được dung nạp tốt với liều lượng là 48mg trên ngày trong 2 tháng và được coi là lựa chọn điều trị tốt cho các bác sĩ. Về quality of life, tức là cái ghi nhận của bệnh nhân về cái chất lượng cuộc sống thì thấy đáp ứng tốt sau 2 tháng điều trị, kéo dài tác dụng trong 2 tháng và dừng, và tỷ lệ hài lòng của người bệnh và bác sĩ sau điều trị là 75-95%. Về cơ chế huấn luyện tiền đình, là đây là một cái liệu pháp luyện tập phục hồi tiền đình, là một cái dạng vật lý trị liệu để nhằm cái tăng cường cái thói quen của cơ thể với việc bù trừ về rối loạn thăng bằng, và có thể bài tập chủ động hoặc là thụ động, tập trung hoặc là đặc tính linh động tùy của hệ thần kinh trung ương, dựa trên cái đặc tính này mà có những cái bài tập cho bệnh nhân. Không làm phục hồi tổn thương hai bên tay trong, tuy nhiên khiến cho não đã thích ứng với những cái dữ liệu là về vị trí của bệnh nhân. Và nguyên tắc tập luyện này, chúng ta phải đánh giá hiệu quả bằng triệu chứng lâm sàng, bằng khám động mắt, bằng những cái bảng ghi nhận về những cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Bài tập tiền đình thì chúng ta có thể có những thủ tục ép play, xây mông, các bài tập Randa Rope, bài tập Lock Roll cho ông bán khuyên, rồi bài tập cho mắt vân vân. Thì đây một số ví dụ thủ thuật ép play. Các bài tập Randa Rope, bài tập Lock Roll cho ông bán khuyên bên xoay đầu, bài tập cho mắt. Rồi các bài tập thăng bằng có hỗ trợ bằng những cái dụng cụ, những thiết bị để cho giữ cho bệnh nhân có thể tự tập. Rồi bài tập thăng bằng có người hỗ trợ, đặc biệt ở những người già. Để kết luận thì tôi cũng muốn nói là chóng mặt là một cái triệu chứng, một chứng hội chứng thường gặp. Chúng ta cần phân biệt chóng mặt hệ với mất thăng bằng, phân biệt tổn thương chóng mặt do nguyên nhân ngoại biên hay trung ương, về điều trị là điều trị triệu chứng và điều trị tác động lên cái cơ chế bù trừ của cơ thể. Có hai nhóm thuốc tiền đình, đó là nhóm ức chế tiền đình và nhóm kích thích tiền đình. Để nhắc đến tiền đình, chỉ điều trị trong những đợt cấp và ngắn hạn, điều trị phục hồi tiền đình thì dài hạn, và thuốc kích thích tiền đình betatin với thời gian điều trị là 2 tháng thúc đẩy sự bù trừ tiền đình và giúp giảm chóng mặt và phục hồi thăng bằng. Và tập vật lý trị liệu huấn luyện tiền đình là vô cùng quan trọng. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, thì bài trình bày của tôi đến đây là kết thúc. Các câu hỏi thì sẽ ghi nhận và chúng tôi sẽ trả lời vào cuối buổi. Và sau đây xin mời Diệu Anh, ban tổ chức. Hệ thống tiền đình là một cơ quan quan trọng tham gia giữ thăng bằng cho cơ thể. Hệ thống tiền đình kiểm soát sự thăng bằng của cơ thể thông qua nồng độ chất dẫn truyền thần kinh ở hai bên nhân tiền đình duy trì ở mức bình thường và cân bằng. Khi cơ quan tiền đình của một bên nào đó bị tổn thương, thì tín hiệu tiền đình hai bên sẽ không còn đồng đều và giống nhau, dẫn đến sự mất cân bằng, gây ra cơn chóng mặt. Hai nhóm thuốc thường được sử dụng để điều trị chóng mặt là nhóm thuốc ức chế tiền đình và nhóm thuốc kích thích tiền đình. Các thuốc ức chế tiền đình như cinnarizine, flunarizine, dimenhydrinat, v.v. với cơ chế ức chế tín hiệu thần kinh của tiền đình bên lành để cân bằng tín hiệu thần kinh hai bên tiền đình, giúp bệnh nhân hết chóng mặt. Tuy nhiên, nhóm ức chế tiền đình được khuyến cáo sử dụng ngắn ngày vì cản trở quá trình phục hồi tiền đình trung ương. Ngược lại, các thuốc kích thích tiền đình như beta-histin đã có kinh nghiệm sử dụng trên 120 quốc gia trong gần 50 năm. Beta-histin với cơ chế tác động kép đối vận thụ thể H3 tại nhân tiền đình, làm tăng phóng thích histamine và chất dẫn truyền thần kinh, giúp phục hồi chức năng dẫn truyền thần kinh bên bị tổn thương, nên có tác dụng điều trị cơn chóng mặt, phục hồi thăng bằng cho bệnh nhân. Ngoài ra,
beta histin còn đồng vận thụ thể H1 ở thành mạch, làm tăng phóng thích histamine và chất dẫn truyền thần kinh, gây giãn mạch, giúp tăng lưu lượng máu đến tai trong, nên giúp phòng ngừa cơn chóng mặt tái phát. Nhờ vào cơ chế tác dụng kép, beta histin hiệu quả cao trong điều trị chóng mặt, thúc đẩy nhanh quá trình bù trừ tiền đình trung ương và phục hồi sự thăng bằng. Theo các số liệu từ các nghiên cứu lâm sàng cho thấy, sau một tuần điều trị với beta histin và liều dùng 48mg một ngày, độ nặng cơn chóng mặt giảm 37% sau một tuần, giảm đến 95% sau 3 tuần điều trị. Thời gian cơn chóng mặt giảm hơn 50% sau một tuần và giảm hơn 90% sau 3 tuần điều trị, chỉ còn 2 phút trên một cơn. Tần suất cơn chóng mặt giảm hơn 60% sau một tuần và giảm đến 95% sau 3 tuần điều trị. Tóm lại, beta histin thuộc nhóm thuốc kích thích tiền đình với liều dùng 48mg một ngày, hiệu quả cao trong điều trị chóng mặt, phục hồi chức năng tiền đình bên bị tổn thương, thúc đẩy quá trình bù trừ tiền đình trung ương, giúp phục hồi thăng bằng cho bệnh nhân. Vừa rồi là video của bên Abbott. Sau đây để chương trình tiếp tục, em xin mời cô Trần, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Phan Trung Thủy ạ. Vâng, tiếp theo buổi chương trình ngày hôm nay thì tôi mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Viết Lân, chủ nhiệm bộ môn Tăng Mỹ Họng khoa Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ có chia sẻ kinh nghiệm về cập nhật, chuẩn đoán và điều trị bệnh lý mây nhe. Xin mời Phó Giáo sư Lân. Cảm ơn Phó Giáo sư Trần Phan Trung Thủy đã chia sẻ chúng ta một cái bài báo cáo tổng quát về cái bệnh lý chóng mặt như là cái điều trị của bệnh mây nhe. Xin lỗi, có nghe tôi nói không ạ? Dạ, chúng ta... đó rồi. Thì cái bài báo cáo của tôi hôm nay thì nó hơi sâu một chút về cái bệnh mây nhe, cập nhật và chẩn đoán và điều trị. Thì trước tiên xin cảm ơn công ty Apos đã đồng hành với Hội Thao mặt Việt Nam trong cái buổi báo cáo ngày hôm nay. Chúng ta biết là các nguyên nhân gây chóng mặt thì bao gồm hai nhóm chính là nguyên nhân gây chóng mặt ngoại biên và nguyên nhân chóng mặt trung ương. Trong đó cái ngoại biên chiếm đa số khoảng 80% và trung ương thì nó khoảng 20%. Do đó chúng ta thấy là cái bác sĩ chúng ta tại Mỹ Họng á, thì chủ yếu của mình là điều trị nguyên nhân chóng mặt ngoại biên, sẽ gặp cái chóng mặt thường xuyên hơn là các bác sĩ nội thần kinh. Do đó chúng ta cần nắm các nguyên nhân thường gặp để có chẩn đoán và điều trị thích hợp. Thì trong các nguyên nhân chóng mặt ngoại biên á, thì có bác sĩ Trung Thủy đã trình bày rồi, có các bệnh VPPV, viêm nội tinh tiền đình, bệnh mây nhe, các chóng mặt trung ương thì có cái bệnh gọi là migraine tiền đình, nguyên nhân về thần kinh như là u thần kinh thính giác, tổn thương mạch máu ở thân não hay tiểu não. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái bệnh mây nhe, số cái cập nhật chẩn đoán như thế nào và điều trị như thế nào theo hai cái guideline chính là guideline của Hội Tai Mũi Họng Châu Âu và cái của Hội Tai Mũi Họng và Phẫu thuật Đầu Cổ Hoa Kỳ. Về nói qua một chút về cái lịch sử của bệnh mây nhe. Là năm 1861, bác sĩ Prosper Meunier là người Pháp là người đầu tiên trình bày về cái bệnh này trước Viện Hàn Lâm Y khoa Pháp về một loạt các bệnh nhân có triệu chứng chóng mặt nghe kém từng đợt, và ông cho rằng có thể là do tổn thương ở tai trong. Đây là một cái phát hiện rất là lớn, vì trước kia người ta nghĩ là cái bệnh này là do nguyên nhân của tổn thương thần kinh trung ương. Về tần suất theo thống kê của các cái thống kê và theo cái Hội Tai Mũi Họng và Đầu Cổ Hoa Kỳ thì tần suất là 50-200 trên 100.000 dân, tuổi thường gặp là 40-60 tuổi. Mặc dù đã được phát hiện từ lâu nhưng mà cho đến nay bệnh sinh người ta vẫn chưa rõ. Tuy nhiên có một điều người ta biết chắc là nó có xảy ra, đó là hiện tượng ứ dịch, nội dịch trong tai trong. Thì đây hình ảnh của cái mê nhĩ, mê đạo màng thì màu xanh, thì chúng ta thấy là gồm có cái ốc tai, bao ống khuyên và tiền đình. Đây là cái túi nội dịch và cái ống nội dịch. Thì khi mà bệnh mây nhe thì hiện tượng ứ dịch ở trong cả cái hệ thống này, cả tiền đình lẫn ốc tai và ống khuyên, và chúng ta thấy rõ ràng là cái túi nội dịch nó cũng phồng lên
đó lý do tại sao mà người ta nên điều trị cái bệnh men nhê có một cái phương pháp là giải áp các thuốc nội dịch. Cái bệnh men nhê này nó xảy ra cả tiền đình lẫn ốc tai, cho nên bệnh nhân có cả triệu chứng về chóng mặt lẫn các triệu chứng về cái sức nghe ù tai. Mức độ ứ dịch ở trong cái mê nhĩ thì nó có liên quan tới cái triệu chứng hay không? Đây là một cái nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Laryngoscope năm 2021 của nhóm tác giả Trung Quốc. Thì người ta trên cái nghiên cứu này, người ta cho bệnh nhân 24 bệnh nhân bị bệnh men nhê một bên và được chẩn đoán xác định hoặc là chẩn đoán có thể bệnh men nhê trên lâm sàng. Họ được chụp MRI và cái vùng ống tai trong và não. Thì cái bệnh nhân này được chích cái gadolinium thuốc cản quang với cái liều là gấp đôi thông thường 4 tiếng đồng hồ trước khi chụp MRI để cho cái thuốc nó thấm vào trong cái nội dịch của tai trong, và người ta nhận thấy rằng cái mức độ ứ dịch ở tai trong nó tương quan thuận rõ ràng với cái mức độ nghe kém của bệnh nhân ở các tần số. Tuy nhiên nó không có tương quan với lại cái thời gian chóng mặt cũng như là thời gian ù tai và cái thời gian của từng cái cơn chóng mặt, mà nó chỉ liên quan chủ yếu là tới cái mặt thính học. Về quá trình triệu chứng của bệnh men nhê thì chúng ta vẫn thường hay nghe nói là chóng mặt, ù tai và nghe kém. Thì đặc điểm của nó như thế nào? Thì đó là cái chóng mặt kéo dài vài giờ và có thể có cơn dữ dội. Nhưng chúng ta nhớ là bệnh men nhê là kéo dài vài giờ, cụ thể là có thể kéo dài từ 20 phút tới 12 giờ. Trong khi hai cái bệnh mà chóng mặt tiền đình ngoại biên mà chúng ta nhắc để trên là BPPV, nó kéo dài dưới 30 giây hoặc là 20 giây. Còn chóng mặt do cái viêm tiền đình nó kéo dài cả ngày, từ ngày này qua ngày khác, và nó phục hồi từ từ, là thường thời gian phục hồi nó mất khoảng từ 9 đến 10 ngày. Thứ hai nữa là bệnh nhân sẽ nghe kém, và nghe kém đặc điểm trong trường hợp này là nghe kém dao động. Nếu chúng ta cho đo tính lực cho bệnh nhân các thời điểm khác nhau, chúng ta có thể thấy là cái nghe kém này nó thay đổi và xảy ra là nghe kém tiếp nhận và tần số trầm trung bình. Có nghe kém có thể xảy ra trước, trong hay sau cơn chóng mặt, và bệnh nhân có thể ù tai. Ù tai có thể là ù tai như ve kêu hoặc là ù tai tần số trầm như là tiếng cối xay. Về chẩn đoán bệnh men nhê theo Hội Tai Mũi Họng và Đầu Cổ Hoa Kỳ năm 2020 thì chẩn đoán dựa chủ yếu vào lâm sàng, và bệnh nhân thường đến khám với triệu chứng một bên tai có thể kéo dài nhiều năm. Và chóng mặt điển hình thường xảy ra bất kỳ lúc nào, xảy ra một cách đột ngột và không có triệu chứng báo trước, và nó từng đợt. Thì giữa các đợt đó bệnh nhân có cái sự thuyên giảm, thì một năm thì trung bình một cái bệnh nhân men nhê có từ 6 đến 11 đợt, và cái sự một giữa các đợt đó có thể nó kéo dài từ vài tháng vài năm. Và một cái chúng ta cần lưu ý là chẩn đoán xác định bệnh men nhê thường là không đơn giản. Nếu bệnh nhân tới với mình đôi khi lúc đầu chỉ là cái triệu chứng ù tai thôi và không có chóng mặt gì cả, hoặc là bệnh nhân có triệu chứng nghe kém, hoặc là bệnh nhân có thể tới với các triệu chứng đã rõ và đã có tiền căn rõ, thì do đó cái việc chẩn đoán xác định thường là không đơn giản, phải mất vài tháng hoặc thậm chí vài năm để chẩn đoán chính xác bệnh nhân có bệnh men nhê hay không. Hội Tai Mũi Họng và Đầu Cổ Hoa Kỳ năm 2020 đưa ra cái tiêu chuẩn chẩn đoán, có hai cái tiêu chuẩn mà chúng ta cần nhớ là chẩn đoán có thể và chẩn đoán chắc chắn. Chẩn đoán có thể ở đây chúng ta lưu ý là vertigo là chóng mặt xoay tròn, dizziness là cái từ dùng chung cho các loại chóng mặt. Thì đối với chẩn đoán có thể thì bệnh nhân có hai cái đợt là bị vertigo hoặc là dizziness kéo dài từ 20 phút đến 12 giờ, có triệu chứng về tai dao động ở bên tai bệnh, bao gồm nghe kém, ù tai hay là đầy tai. Và một cái điều quan trọng nữa khi chúng ta chẩn đoán bệnh nhân có thể hoặc là chắc chắn mắc men nhê thì chúng ta phải loại trừ các nguyên nhân gây chóng mặt khác và các test khác. Mà trong cái hướng dẫn của Hội Tai Mũi Họng Hoa Kỳ, người ta cái mà quan trọng chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt lưu ý là bệnh migraine tiền đình. Về chẩn đoán chắc chắn thì ở đây chúng ta thấy là người ta dùng không có dùng cái episode, người ta dùng cái attacks, nghĩa là một cái cơn tấn công chóng mặt, nghĩa là bệnh nhân chóng mặt dữ dội, spontaneous nghĩa là chóng mặt dữ dội một cách tự phát, thời gian cũng vậy 20 phút đến 12 giờ, và bệnh nhân bắt buộc trong chẩn đoán chắc chắn phải có thính lực đồ là nghe kém tiếp nhận tần số thấp và trung bình ở bên tai bệnh ít nhất là một lần xảy ra trước, trong hay là sau cơn chóng mặt. Và bệnh nhân có triệu chứng về tai dao động như bên kia, và cũng phải loại trừ các cái test khác và các test khác nguyên nhân các cái gây chóng mặt khác. Nhắc lại là thường mất vài tháng, thậm chí vài năm để chẩn đoán xác định một bệnh nhân bị mê nhê.
Hội tai mũi họng và đầu cổ Hoa Kỳ năm 2020 ấy, cũng đưa ra guideline về chẩn đoán và điều trị bệnh Meniere, bao gồm cái 16 cái statement, nói chung là gọi là tuyên bố đó. Thì trong cái statement này, người ta có cái độ mạnh của cái statement này là recommendation, là khuyến cáo, strong recommendation là khuyến cáo mạnh, option là có thể là chọn lựa, recommendation against nghĩa là chống, không có khuyến cáo, vân vân. Thì chúng ta thấy cái statement số 1 là nói về cái việc chẩn đoán, xác định và chẩn đoán có thể, nãy mình nói rồi. Cái statement số 2 á, là bệnh nhân, các nhà lâm sàng luôn luôn phải coi bệnh nhân này có cái bệnh migraine tiền đình kèm theo hay không, là mức độ là khuyến cáo. Cái thứ 3 là đo thính lực, thì luôn luôn là phải đo thính lực cho bệnh nhân migraine, cho bệnh nhân bệnh Meniere. Cái thứ 4 là chẩn đoán hình ảnh, MRI. Khi mà đo thính lực, nếu chúng ta thấy hai tay bệnh nhân chênh nhau quá thì coi chừng bệnh nhân có một cái bệnh lý nào đó, ví dụ như là ưu tình kính thính giác, do đó họ option là bệnh nhân nên được chụp cái MRI có cản quang để loại trừ cái nguyên nhân khác. Và cái statement số 5 là các nhà lâm sàng không nên chỉ định một cách thường quy các cái test tiền đình và các cái test về cái điện góc tai tiền đình để chẩn đoán bệnh Meniere, chỉ khi nào cần thiết chúng ta mới làm thôi. Do đó chúng cái test mà hồi nãy chúng ta có đề cập trước kia thì đối với bệnh Meniere thì là không có chỉ định. Và cái statement số 6 á, là các nhà lâm sàng phải luôn luôn phải giáo dục bệnh nhân Meniere về cái tiến triển tự nhiên, cái bệnh sử tự nhiên của bệnh để cho họ hiểu về cái bệnh đó, cũng như là hướng dẫn cho họ cái cách đo đo lường cái mức độ triệu chứng, cũng như là đo lường cái đáp ứng điều trị của họ để họ báo cáo lại cho bác sĩ khi mà họ thăm khám, để bác sĩ có cái hướng điều trị thích hợp. Cái điều này cũng rất là quan trọng. Còn các statement sau chúng tôi sẽ nói sau. Về điều trị bệnh Meniere thì chúng ta cái đầu tiên, cái quan trọng là bệnh nhân phải thay đổi lối sống, ăn lạc ít hơn 2,3 gram muối trong một ngày, thì cũng tương tự như ăn lạc trong bệnh nhân bị cao huyết áp. Hạn chế các chất kích thích như là cà phê, thuốc lá, rượu. Đối với điều trị nội á, thì trong giai đoạn cấp mà cơn tấn công bệnh nhân chóng mặt dữ dội á, thì chúng ta dùng cái thuốc ức chế tiền đình. Sau đó thì chúng ta duy trì và tránh cái hiện tượng tái phát bằng một trong hai thuốc, hoặc là thuốc loại tiểu hoặc là beta histidine. Và beta histidine lưu ý là được hội tai mũi họng Mỹ đưa vào cái guideline được sử dụng, mặc dù FDA thì chưa công nhận, nhưng mà hội tai mũi họng đã đưa vào trong guideline để điều trị đối với bệnh Meniere. Và beta histidine được sử dụng điều trị duy trì giảm triệu chứng hay là ngăn ngừa cơn cấp của Meniere. Và tiếp theo đó chúng ta có các phương pháp xâm lấn hơn như là chích corticoid hoặc là gentamicin xuyên dĩ, hoặc là các thiết bị ngoài để truyền xung áp lực vào ống tai, vào tai trong qua cái ống thông dĩ. Mà tuy nhiên cái Meniere, cái thiết bị Meniere này chỉ có châu Âu người ta khuyên thôi, còn hội tai bằng Mỹ thì không khuyên dùng. Các cái phẫu thuật chúng ta sẽ lần lượt lướt qua, như là bao gồm như là giải áp cái túi nội dịch, cắt dây thần kinh tiền đình hoặc là hủy Meniere. Đây là đồng thuận của các cái châu Âu về điều trị Meniere. Trong cái phác đồ này chúng ta thấy là cái đầu tiên phía trên là tư vấn về lối sống, thay đổi chế độ ăn lạc, dùng beta histidine hoặc là thuốc loại tiểu, hoặc là dùng cái thiết bị mà truyền áp lực vào tai trong. Thì với chúng ta nếu mà điều trị tốt bằng cái phương pháp này thì cái đáp ứng của bệnh nhân sẽ có 80% bệnh nhân sẽ được chữa lành hoặc là thoái triển, giảm bớt. Còn lại 20% thì chúng ta sẽ điều trị không có đáp ứng, chúng ta điều trị cái đầu tiên của hội châu Âu thì người ta dùng chích corticoid xuyên dĩ trước và sau đó đánh giá lại. Nếu mà không có đáp ứng mà bệnh nhân có cái sức nghe mà không có tốt, không có còn được dùng nữa đó, thì bệnh nhân mà không có còn sức nghe thì người ta sẽ dùng cái phương pháp mà phá hủy, lúc này người ta sẽ chích cái gentamicin xuyên dĩ, hoặc là người ta làm cái phẫu thuật gọi là laparotomy, nghĩa là hủy Meniere. Trong trường hợp mà bệnh nhân mà còn sức nghe, còn được sử dụng thì người ta chỉ định cho bệnh nhân hoặc là phẫu thuật giải áp túi nội dịch, hoặc là cái cắt dây thần kinh tiền đình. Chỉ định của hội tai mũi họng Mỹ thì có khác, chúng ta sẽ nói. Bây giờ tôi nói qua một chút về cái phẫu thuật chúng ta tưởng tượng một chút. Thứ nhất là cái phẫu thuật giải áp cái túi nội dịch, thì chúng ta sẽ rạch da và mở cái mastectomy giống như chúng ta mổ cái đĩa ống tai, nhưng mà trong trường hợp này chúng ta mổ rộng hơn, phía sau này chúng ta bộc lộ cái xoang tĩnh mạch bên sigma,
Đây là cái bóng của dây vảy khớp bố đê, ống bán khuyên, và đặc biệt chúng ta phải bộc lộ thấy rõ được cái ống bán khuyên sau. Thì từ cái vị trí ống bán khuyên sau này chúng ta sẽ định vị được cái vị trí của cái túi nội dịch là ở đây. Đây là cái màng tiểu não trước sau cái mặt bên, và như vậy chúng ta sẽ giải áp được cái túi nội dịch. Hoặc là chúng ta mở vào cái túi nội dịch, đặt vào một cái stent, mà cái, trong trường hợp này là cái miếng sidestick để dẫn lưu cái dịch vào trong cái hố mổ chủng. Hội châu Âu thì trước kia vẫn còn dùng, nhưng mà tuy nhiên Mỹ thì người ta không có khuyến cáo cái này, người ta không có làm. Lý do là gần đây người ta có một cái nghiên cứu, là nghiên cứu mà RCT bù đôi thì có hai nhóm bệnh nhân mà một nhóm bệnh nhân chữa bệnh bằng cách là chỉ là mastectomy thôi chứ không có giải áp túi nội dịch gì cả. Cái nhóm thứ hai là có giải áp túi nội dịch. Và theo dõi trong 2 năm thì thấy kết quả cũng gần tương đương giữa hai nhóm, nghĩa là bệnh nhân chỉ cần khoét xương chủng thôi mà không làm gì hết thì cũng có kết quả gần tương đương. Và cái bài báo này lúc mà mới ra thì người ta rất là sốc và có nhiều cái chỉ trích. Tuy nhiên mà nó những thứ RCT và nó cũng có cái giá trị của nó. Thứ hai là người ta bên Mỹ người ta truy tìm các cái y học chứng cứ thì người ta nhận thấy là cái phẫu thuật giải áp cái túi nội dịch này sau thời gian 2 năm thì kết quả nó kém đi, nó không được duy trì dài như là các cái phương pháp phẫu thuật khác, nên là người ta không khuyến cáo phương pháp này. Cái phương pháp điều trị phẫu thuật thứ hai là cái cắt dây thần kinh tiền đình. Thì cắt dây thần kinh tiền đình thì có hai cái đường vào, một là đường vào trước xoang tĩnh mạch bên hay là phía sau của cái khối mề nhĩ này. Chúng ta thấy cũng bộc lộ cái khối mề nhĩ là khối bán khuyên sau và mở cái màng não màng tiểu não ở trước xoang này, vén lên và đi vào cái ống tai trong và chọn đúng cái dây thần kinh tiền đình và cắt. Chúng ta thấy đây là dây thần kinh tiền đình, đây là dây thần kinh ốc tai, đây là dây vảy. Đòi hỏi phẫu thuật viên phải nắm rất vững giải phẫu vùng này để tránh làm tổn thương, ví dụ chúng ta có thể làm tổn thương cái dây thần kinh ốc tai và không có cắt lộn thì bệnh nhân không có hết chóng mặt mà bệnh nhân còn bị điếc hơn, hoặc là tổn thương dây vảy gây liệt mặt. Cái đường thứ hai là người ta đi ra phía sau xoang tĩnh mạch sigma. Ở đây chúng ta thấy đây là xoang tĩnh mạch sigma, xoang tĩnh mạch bên đây thì cái đường rạch ra phía sau. Và người ta mở một cái nắp xương và lật cái màng não lên, màng tiểu não lên, và chúng ta thấy ở đây là cái chỗ cái vùng của ống tay trong, và lúc này người ta sẽ cắt cái dây thần kinh tiền đình. Đây là dây thần kinh tiền đình, đây là dây thần kinh ốc tai, và đây là cái dây thần kinh vảy. Người ta có thể sử dụng phối hợp với ống nội soi để cắt, và trong trường hợp này là cắt cái dây thần kinh tiền đình, nhìn hình ảnh qua nội soi. Thì cái phương pháp này nó tiềm ẩn là thứ nhất là chảy dịch não tủy sau khi mổ, ở đây chúng ta may cái màng não là không có tốt, hoặc là cái viêm màng não chúng ta vô trùng không tốt, hoặc là chúng ta không có nắm vững giải phẫu, chúng ta có thể làm tổn thương dây vảy cũng như dây thần ốc tai. Và cái phương pháp thứ ba hội tai mũi họng Mỹ ưa chuộng hơn gọi là phương pháp hủy mề nhĩ. Thì đây là phương pháp cắt cái thần kinh tiền đình qua cái khối mề nhĩ. Nó chỉ định cho những trường hợp mà bệnh nhân đã điếc mức độ nhiều rồi thì cái tai đó sức nghe nó không có còn sử dụng nữa, thì người ta sẽ bộc lộ các ống bán khuyên và phá vỡ các ống bán khuyên, và sau đó cắt cái dây thần kinh tiền đình, trong trường hợp này thần kinh tiền đình trên và dây thần kinh tiền đình dưới, và bảo tồn các cái dây vảy và dây thần kinh thì không có bị tổn thương. Thì đây là phương pháp này người ta thấy có hiệu quả và đơn giản và ít biến chứng hơn cả so với các cái phương pháp khác. Nói qua lại một chút về cái đồng thuận châu Âu về đề xuất cách tiếp cận từng bước để kiểm soát bệnh men nhe, thì cũng là chế độ ăn như nãy mình nói ha, beta histidine thuốc lợi tiểu. Thứ hai nữa là chích cọc ít xuyên màng nhĩ. Thứ ba nữa là điều trị ngoại khoa bảo tồn, là phẫu thuật giải áp túi nội dịch, điều trị nội khoa phá hủy và chích rifampicin, và cuối cùng là cắt dây thần kinh tiền đình hoặc là hủy men nhĩ. Thì đó là cái guideline của cái châu Âu. Mỹ thì có khác. Tôi qua là các cái statement còn lại của hội tai mũi họng Mỹ. Thì trong cái statement số 7 á, thì người ta nhắc cho mình là chỉ sử dụng các thuốc ức chế tiền đình đối với bệnh men nhe, hạn chế trong cái đợt cấp, trong cái cơn tấn công men nhe mà thôi, và sau đó chúng ta phải ngưng nó, ngưng để cho nếu chúng ta ức chế nó thì cái bệnh nhân sẽ khó phục hồi về bình thường, và lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái thuốc kích thích tiền đình là cái beta histidine được duy trì để giảm triệu chứng và ngăn ngừa cái cơn tấn công của men nhe. Và bệnh nhân cũng được thay đổi lối sống, cũng dặn dò như vậy. Mà các cái guideline, các cái statement như đây là về phẫu thuật, tôi sẽ nói trong cái phần tóm tắt.
Thì theo Hội Tai Mũi Họng và Đầu Cổ Hoa Kỳ năm 2020 á, thì khi chúng ta tiếp nhận một bệnh nhân mới bị chóng mặt á, thì chúng ta meningeal thì chúng ta làm cái gì? Đầu tiên chúng ta sẽ hỏi bệnh sử rất là quan trọng về quá trình bệnh của bệnh nhân và các cái triệu chứng nãy mình kể và khám lâm sàng. Sau đó đó chúng ta dựa vào cái tiêu chuẩn hồi nãy mình kể là tiêu chuẩn có thể hoặc tiêu chuẩn chắc chắn để mình chẩn đoán meningeal. Và khi mà có cái tiêu chuẩn đó rồi á, cái đầu tiên người ta khuyến cáo mình là phải loại trừ cái bệnh migraine trước, có hay không. Nếu mà chỉ có một mình bệnh migraine mà mình chẩn đoán lộn là bệnh nhân migraine tiền đình á, thì mình điều trị theo migraine chứ mình không có điều trị như là cái bệnh meningeal. Nếu mà có cả hai, vừa meningeal vừa cái migraine tiền đình, thì chúng ta điều trị như cái bệnh meningeal. Thì bệnh meningeal chúng ta điều trị bằng cách gì? Đây là cái thuốc ức chế tiền đình trong giai đoạn cấp. Sau đó thì chúng ta cho bệnh nhân đo thính lực. Và đo thính lực thì nếu mà hai bên nó bất đối xứng quá thì chúng ta có thể offer cho bệnh nhân chụp MRI có cảm quang để loại trừ cái nguyên nhân gây ra giảm thính lực một bên, như là u dây thần kinh thính giác. Và ta khuyến cáo mình là không được làm các cái test tiền đình trong cái giai đoạn này, ví dụ như là các cái test về điện động nhãn đồ vân vân, thì trong giai đoạn này chúng ta không có làm các test đó. Mà chúng ta cần làm cái gì? Chúng ta phải giáo dục bệnh nhân về cái bệnh meningeal, chế độ ăn, thay đổi lối sống. Chúng ta Hội Tai Mũi Họng Mỹ cũng không khuyến cáo là bệnh nhân sử dụng các cái thiết bị bên ngoài để truyền áp lực vào tai trong, và chúng ta cũng không có cho bệnh nhân làm các bài tập thiền định vào trong cái giai đoạn này, không hoàn toàn không có làm gì trong giai đoạn này, mà chỉ cho bệnh nhân tiếp tục điều trị, duy trì và tránh cái tái phát, tránh cái cơn tấn công của meningeal bằng cái thuốc lợi tiểu hoặc là beta-histidine. Nếu mà triệu chứng được kiểm soát tốt mà không có gì hết thì chúng ta sẽ ghi lại, ghi nhận cũng như là bệnh nhân ghi nhận đánh giá cái kết quả điều trị. Và kết quả nếu mà không vẫn chưa nổi triệu chứng, vẫn chưa kiểm soát tốt, bệnh nhân vẫn có những cái cơn tái phát, thì lúc này là chúng ta sẽ cho bệnh nhân chích steroid xuyên nhĩ, chích corticoid xuyên nhĩ. Và nếu mà chích corticoid xuyên nhĩ triệu chứng kiểm soát tốt thì thôi, nếu không kiểm soát tốt thì chúng ta sẽ chuyển qua rantamycin xuyên nhĩ. Ở đây chúng ta thấy nó có cái khác biệt đối với lại bên Hội Tai Mũi Họng châu Âu, là tới lúc này người ta phải đánh giá lại cái sức nghe, người ta mới cho bệnh nhân chích rantamycin. Nếu mà sức nghe nó giảm bệnh nhân không còn sử dụng cái tai đó nhiều, người ta mới cho chích rantamycin, tại vì người ta sợ chích rantamycin vào sẽ làm cho mất cái sức nghe còn lại của tai đó. Tuy nhiên theo cái y học chứng cứ của Hội Tai Mũi Họng Mỹ nghiên cứu đó, người ta thấy rằng là chích rantamycin với nồng độ là 30 mg trên 1 ml hoặc là thấp hơn thì cái tỷ lệ mà gây ra độc tai trong á, thì nó dưới 25%, khoảng 25 đến 30% dưới cái tỷ lệ đó. Thành ra người ta vẫn chấp nhận cho bệnh nhân chích rantamycin trước khi là phẫu thuật. Rồi khi mà chích rantamycin mà không hiệu quả, người ta sẽ phẫu thuật, người ta ưu tiên phẫu thuật là hủy meningeal nhĩ. Còn nếu mà trong trường hợp người ta không có khuyến cáo là bệnh nhân mở túi nội dịch, còn cái phẫu thuật mà cắt dây thần kinh tiền đình chọn lọc á, thì được chỉ định trong một số trường hợp cụ thể. Đó là cái khuyến cáo của Hội Tai Mũi Họng Mỹ, nó có khác với châu Âu. Như vậy chúng ta thấy là tuy nó có khác nhau nhưng mà cái bước quan trọng mà chúng ta cả hai bên đều khuyến cáo cho bệnh nhân là cái thay đổi lối sống và dùng thuốc cái ức chế tiền đình trong giai đoạn tấn công và duy trì bằng cái thuốc lợi tiểu hoặc là beta-histidine. Giờ tôi qua một chút về cái sử dụng beta-histidine trong cái bệnh lý meningeal. Đây là một cái phân tích tổng hợp với nhiều cái nghiên cứu về sử dụng beta-histidine trong bệnh meningeal cũng như là cái rối chóng mặt do tiền đình nói chung. Một phân tích tổng hợp gồm 14 nghiên cứu RCT trên 921 bệnh nhân bị meningeal hoặc là chóng mặt tiền đình. Với cái số bệnh nhân được sử dụng beta-histidine là 469 và placebo là 452, cũng gần tương đương nhau, đều sử dụng hàng ngày là 16 đến 48 mg, thời gian điều trị là 1 đến 3 tháng, và người ta sẽ đánh giá lại kết quả điều trị tổng thể đạt được sau 1 tháng. Bài này đăng trên tạp chí của Tai Mũi Họng Châu Âu năm 2014. Thì chúng ta thấy đây là các nghiên cứu thì cho thấy cái beta-histidine liên quan với khả năng kết quả khả quan trong bệnh meningeal và chóng mặt tiền đình nói chung ở cái tỷ lệ cao hơn giả dược. Chúng ta thấy đây là cái cột odds ratio bằng 1, nếu mà trên 1 thì có giá trị có ý nghĩa. Thì trong trường hợp này cái odds ratio là 2.58, có nghĩa là bệnh nhân mà sử dụng meningeal thì khả năng kết quả tốt gấp
gần 2.58 lần so với bệnh nhân sử dụng giả dược. Rồi riêng trong bệnh menhe thì có 344 bệnh nhân, chúng ta loại đi những cái trường hợp rối loạn tiền đình chóng mặt tiền đình khác thì có 344 bệnh nhân, thì cái odds ratio này thậm chí nó còn cao hơn là 3.37 so với lại cái giả dược và có ý nghĩa về mặt thống kê. Như vậy cái beta histidine nó kết quả rất là khả quan trong điều trị bệnh menhe và cao hơn hẳn gấp nhiều lần so với giả dược. Đối với các nghiên cứu đó thì lọc ra một cái nghiên cứu là nghiên cứu của Mira năm 2003, thì đây là cũng là một cái nghiên cứu RCT, người ta chia làm hai nhóm, nhóm placebo và nhóm sử dụng beta histidine 32 mg một ngày, nghĩa là dùng cái liều thông thường mà thậm chí thấp hơn cái liều thông thường là chỉ là 16 mg hai lần một ngày, và đánh giá sau 15, 30, 60 đến 90 ngày là đánh giá tới 3 tháng. Thì kết quả như thế nào? Thì chúng ta thấy đây là cái biểu đồ cho thấy cái giảm cái mức độ chóng mặt, tần suất giảm mức độ chóng mặt. Thì sau một tháng thì nó giảm tới 40%, sau 2 tháng thì giảm trên 50%, và sau 3 tháng thì giảm trên 60%. Sau 3 tháng thì số cơn chóng mặt từ 6,7 cơn xuống còn 2,06 cơn và sự cải thiện của nhóm beta histidine nhiều hơn đáng kể so với giả dược ngay từ tháng thứ nhất, mà tất cả các khác biệt này đều có ý nghĩa thống kê. Đánh giá cái cải thiện về triệu chứng của cái beta histidine trong nghiên cứu này như thế nào? Ngoài cái chuyện chóng mặt thì các triệu chứng là bao gồm, chúng ta thấy là có ù tai, đầy tai, buồn nôn và nôn. Chúng ta thấy là các triệu chứng này của bệnh menhe thì beta histidine cũng có tác dụng rất là tốt. Cái cột màu xanh nhạt này là dùng beta histidine, cột màu xanh đậm là dùng giả dược, thì chúng ta thấy là sau một tháng nó đã có khác biệt là giảm triệu chứng rồi đáng kể, và sau 2 tháng và 3 tháng giảm rất là nhiều, 80%. Thì cái chất lượng cuộc sống được cải thiện đáng kể beta histidine so với giả dược ngay từ tháng thứ hai, và chúng ta thấy là cái beta histidine nó có tác dụng rất là tốt trên các triệu chứng kèm theo ngoài chóng mặt. Tuy nhiên các triệu chứng về thính lực thì ta chưa có nghiên cứu nhiều và cái kết quả cũng chưa có được tốt bằng các cái triệu chứng khác. Trong cái nghiên cứu này thì đánh giá của bác sĩ lẫn bệnh nhân đều cho thấy là cái hiệu quả điều trị tốt và rất tốt là khoảng 73-72%, và khi mà dùng beta histidine so với giả dược là chỉ có khoảng là 27 hoặc là 30%. Và một cái nghiên cứu cuối cùng tôi muốn nói là cái nghiên cứu đăng trên nghiên cứu ngẫu nhiên mở trong 24 tuần về điều trị beta histidine ở bệnh nhân mắc bệnh menhe. Thì nghiên cứu này sẽ thực hiện cho 120 bệnh nhân tại một trung tâm ở Brazil. Thì kết quả đối tượng nghiên cứu của bệnh nhân là bệnh nhân đã được chẩn đoán gần như là chắc chắn bệnh menhe, bao gồm các tiêu chuẩn như nãy chúng ta nói, và bệnh nhân mà có sử dụng các thuốc khác và phương pháp khác thì là không có đưa vào cái nghiên cứu. Thì các cái nghiên cứu này được đánh giá bệnh nhân sử dụng cái beta histidine sau 24 tuần nghĩa là kéo dài tới 6 tháng cho thấy chúng ta cái mức độ tác dụng trên chóng mặt cũng như là tác dụng phụ nếu chúng ta dùng kéo dài thì có bị ảnh hưởng hay không. Thì bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên vào một trong hai phương pháp trong 24 tuần, hoặc là chúng ta dùng cái cách thông thường là 3 viên 16mg một ngày, hoặc là chúng ta dùng cái viên mới là 24mg hai lần một ngày. Với cái nhóm hai bên cũng tương tự nhau, 60 bệnh nhân, tuổi trung bình là khoảng 45 tuổi và nam là khoảng 40%. Thì kết quả như thế nào? Thì cho thấy bệnh beta histidine có liên quan đến tăng mức độ hiệu quả lâm sàng từ lúc ban đầu cho đến tuần 24. Chúng ta thấy cái biểu đồ bên tay phải, cái cột màu xanh là cái mức độ 1, đỏ là mức độ 2, màu xanh đậm là mức độ 3, và màu vàng là mức độ 4. Mức độ 1 là rất là nặng, bệnh nhân chóng mặt dữ dội, hầu như không có phải nằm trên giường và nôn ói, bệnh nhân phải nhập viện điều trị, phải truyền dịch vân vân. Cho tới cái mức độ 4 là không có bị gì hết. Thì chúng ta thấy sau cái tuần thứ tư thì cái mức độ 4 bắt đầu xuất hiện và các cái mức độ nặng nó giảm xuống. Tới cái tuần 24 thì mức độ 4 là chiếm đáng kể, và cái màu xanh, cái cột màu xanh đậm này nè là mức độ nhẹ, cũng là chiếm đáng kể so với cái mức độ nặng thì không còn. Do đó chúng ta thấy là nó có rất là hiệu quả sau khi sử dụng kéo dài 24 tuần. Và các tác dụng phụ, hai nhóm này thì không có khác biệt về nghĩa thống kê. Các tác dụng phụ cho cả hai nhóm là nhức đầu chỉ chiếm mức độ nhẹ, thì chiếm tỷ lệ khoảng 16-17 hoặc là 13% đối với cả hai nhóm. Đối với nhóm thứ hai, rối loạn thượng vị là 13,3% đối với nhóm 1 và 10% nhóm 2, lo lắng là 10% đối với nhóm 1 và 6,7% ở nhóm 2 ở tuần thứ 4.
Mặc dù đây là một nghiên cứu không phải là ICT, không đối chứng, nhưng mà chúng cho thấy chúng ta cái biết là cái tính an toàn cũng như là hiệu quả của cái sử dụng betahistine khi chúng ta dùng kéo dài tới 6 tháng. Đây là một cái đồng thuận giữa các bác sĩ, các chuyên gia về điều trị men nhe của Ý, gồm 78 chuyên gia. Thì khi người ta họp và người ta đưa ra một cái đồng thuận như sau, các chuyên gia đồng ý là điều trị betahistine giữa các cơn chóng mặt giúp giảm độ nặng, giảm số cơn với tỷ lệ đồng ý là 87%. Và các chuyên gia cũng đồng ý rằng thời gian điều trị betahistine đối với bệnh men nhe là khác nhau tùy theo tần suất của các cơn, từ tối thiểu là 3 tháng đến tối đa là 1 năm với tỷ lệ đồng ý là 69-82%. Và đây là cái hướng gợi ý của họ, số cơn men nhe trong 6 tháng và thời gian điều trị betahistine như thế nào. Nếu trong 6 tháng chúng ta có 1-3 cơn thì chúng ta điều trị khoảng 3 tháng. 4-10 cơn, nghĩa 1 năm có thể là 8-20 cơn thì chúng ta điều trị 6 tháng. Trên 10 cơn thì chúng ta phải điều trị lâu hơn 6 tháng và có khi cho phép tới 1 năm. Thì nói tóm lại, tôi đã trình bày qua về các cái cập nhật về chẩn đoán và điều trị bệnh men nhe. Thì bệnh men nhe, ta cần nhớ nó là một hội chứng lâm sàng, bệnh sinh chưa rõ, nhưng mà nó là có rõ ràng là cái ứ nước ở nội dịch tại trong với biểu hiện là chóng mặt, nghe kém và ù tai dao động. Chẩn đoán là chúng ta dựa vào bệnh sử, khám lâm sàng và lưu ý là chúng ta cần phải có thời gian mới chẩn đoán chính xác bệnh, chứ không phải mới vào chúng ta chẩn đoán được liền đâu. Và các tiêu chuẩn chẩn đoán theo Hội Tai Mũi Họng và Đầu Cổ Hoa Kỳ, chúng ta cần nhớ là các tiêu chuẩn chẩn đoán có thể và chẩn đoán chắc chắn, trong đó chẩn đoán chắc chắn là bắt buộc chúng ta phải có đo thính lực cho bệnh nhân. Và mục tiêu điều trị của bệnh men nhe là kiểm soát triệu chứng, giảm tần suất của mức độ nghiêm trọng của các cơn chóng mặt, ù tai và giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Điều trị thì bao gồm thay đổi lối sống, chế độ ăn, điều trị bằng thuốc, bao gồm betahistine là thuốc lợi tiểu, điều trị bằng thuốc tại chỗ, chích xuyên nhĩ và phẫu thuật. Thì betahistine chúng ta thấy nó là lựa chọn phù hợp, điều giúp điều trị qua cái đợt cấp và điều trị phòng ngừa có chứng cứ rõ ràng trong bệnh men nhe theo các cái chứng cứ của các hướng dẫn thực hành lâm sàng quốc gia, khu vực và quốc tế. Phần trình bày của tôi tới đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chúc các bạn sức khỏe, đặc biệt là các bác sĩ mà đang công tác ở tuyến đầu được an toàn và sức khỏe trong mùa dịch. Xin hết. Có thể bật micro. Vâng. Xin lỗi, cảm ơn Phó Giáo sư Luân đã có một vài báo cáo về cập nhật bệnh lý men nhe rất là đầy đủ và rất là xúc tích, có nhiều những cái dẫn chứng với những y học chứng cứ. Thì chúng ta đã có hai bài, đã nghe hai bài báo cáo theo một cách tổng quan về chẩn đoán, cập nhật, điều trị bệnh lý rối loạn tiền đình. Đồng thời, cái bệnh lý ngày hôm nay chúng ta đề cập đến nhiều đó là bệnh lý men nhe. Thì các quý đồng nghiệp cũng có một số câu hỏi, thì sau đây thì tôi xin phép trả lời. Có đồng nghiệp cũng có một số câu nó tương tự như nhau, thì tôi sẽ xin trả lời chung. Ví dụ như có thể kết hợp các thuốc ức chế tiền đình và kích thích tiền đình với nhau hay không, thì cái này là không có chỉ định không kết hợp, bởi vì trong những cái trường hợp mà bệnh nhân chóng mặt kịch phát nặng, ói mửa dữ dội, không, thậm chí bệnh nhân không thể mở mắt ra được, thì chúng ta có thể phối hợp để một cái ức chế và một cái kích thích bên ức chế bên lành, kích thích bên bệnh để cho nó mau trở về bình thường. Tuy nhiên không để xài lâu, đặc biệt là cái thuốc ức chế tiền đình. Ngoài ra ức chế tiền đình nó còn có tác dụng là an thần, cho nên cái đấy là có thể sử dụng được. Và chú ý là theo dõi không có xài kéo dài được, chỉ xài trong cái thời gian bệnh lý cấp tính. Một câu hỏi khác, cái này câu hỏi này là có rất là nhiều đồng nghiệp hỏi. Vâng, thầy Luân thì có ý kiến gì vào cái này không hả thầy Luân? Câu nào ạ? Sử dụng kết hợp hai thuốc ức chế và
À, như nãy chúng ta thấy cô Thủy có trình bày đó, à, khi mà chúng ta có một cái cơn chóng mặt đó, thì bên kia à, cái xung tiền đình ở bên mà bên tổn thương nó không gửi lên, thì chúng ta sẽ chóng mặt dữ dội ha. Lúc đó thì cái bên phía cái bên lành đó, nó sẽ gửi xung xuống, nó ức chế bớt cái phần bên này, à, và sau đó nó từ từ nó sẽ phục hồi. Thì cái giai đoạn mà nó ức chế thì chúng ta sẽ dùng cái thuốc ức chế tiền đình, à, và khi mà nhưng mà thuốc ức chế tiền đình á, chúng ta không bao giờ nên sử dụng quá lâu, à, theo các họ đối với tất cả các bệnh lý luôn, chứ không phải là đối với cái bệnh lý menye hoặc là cái bệnh lý một số bệnh như là viêm thần kinh tiền đình chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta người ta khuyên là không nên dùng quá 48 giờ, tại vì chúng ta ức chế quá thì nó làm cho quá trình hồi phục của bệnh nhân nó giảm. Tại vì sau cái giai đoạn ức chế đó sẽ giai đoạn cái tiểu não nó sẽ giải cái ức chế và nó giúp cho cái phục hồi từ từ. Do đó chúng ta chỉ dùng cái thuốc ức chế tiền đình trong giai đoạn sớm mà thường là 1-2 ngày thôi, tối đa là không bao giờ nên quá 3 ngày. Sau đó chúng ta chuyển qua sử dụng các cái thuốc khác. À, tuy nhiên việc cái sử dụng hai thuốc này về hai cơ chế khác nhau, nếu lỡ chúng ta có dùng thì nó cũng không có ảnh hưởng gì lắm. À, và một số tác giả thì người ta ví dụ một số cái thuốc ngoài cái thuốc phục hồi tiền đình có một cái số thuốc khác, ví dụ như tăng cường tuần hoàn tiền đình như là ginkgo biloba, người thấy có ai đặt câu hỏi đây nè. Thì cái thuốc đó nếu chúng ta dùng chung với lại các cái thuốc phục hồi tiền đình nó vẫn tốt, à, cái thuốc nó vẫn dùng chung được, không có vấn đề gì cả. Vâng, như vậy thầy Luân đã trả lời cái câu hỏi hỏi đó rồi. À, một câu hỏi nữa cho thầy Luân là cho biết liệu liệu học hữu ít hoặc giang ta minh xin chuyên nhĩ để chia sẻ một số vài kinh nghiệm. À, khi mà chất thuốc xuyên nhĩ đó thì nó có hai thứ thuốc, một là cái corticoid, hai là gentamicin. Thì chúng ta thấy trong cả hai guideline đầu tiên người ta ưu tiên chích cho corticoid trước. À, corticoid nó có nó không có tác dụng độc đối với lại tai trong, thành ra nó không có phá hủy cái chức năng nghe còn lại của tai trong. Tuy nhiên tác dụng của nó trên cái chóng mặt á, thì nó lại và ù tai thì nó lại không tốt bằng cái gentamicin. Và sau chúng ta chích cái corticoid suy nghĩ trước. Thì corticoid suy nghĩ mà chỉ có thể dùng trong hai thứ, à, hoặc là cái thuốc, à, hoặc là thuốc dexamethasone thì được ưa chuộng hơn, hoặc chúng ta có thể dùng methylprednisolone. À, thì cách chích đó thì mình chích có nhiều guideline lắm, à, tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, tại bệnh menye Việt Nam mình nói thật ra là mình phát hiện cũng chưa có nhiều, có khi mình bỏ sót, à, và cũng chưa đến tay tôi để cần phải chích thì cũng chưa có gặp. À, thì chích thì chúng ta cũng chích gần giống như là chích trong bệnh nhân điếc đột ngột thôi, thì chúng dùng một cái ống chích nhỏ. À, mỗi lần chích như vậy là 0,4 đến 0,8 ml và chích xuyên qua màng nhĩ để cho thấm vào cái cửa sổ tròn. À, chích có thể là chích một lần duy nhất hoặc là chích lặp lại 3-4 lần, à, cách nhau 3 đến 7 ngày hoặc là cách nhau mỗi tuần hoặc cách nhau 3 ngày. À, và nếu mà chúng ta theo dõi, nếu đáp ứng tốt thì thôi chúng ta không làm gì hết. À, nếu mà không tốt nữa thì chúng ta xem xét chích gentamicin. Chích gentamicin thì chúng ta phải báo cho bệnh nhân cái nguy cơ bệnh nhân có thể điếc thêm cái tai đó. À, nếu bệnh nhân điếc hẳn hoàn toàn cái tai đó do menye lâu ngày thì không nói. Và nếu bệnh nhân còn cái sức nghe phần nào thì chúng ta phải báo cho bệnh nhân biết. Thì chích gentamicin á thì tác dụng nó tốt hơn là đối với lại cái corticoid. Và theo cái y học chứng cứ á, nếu chúng ta chích với nồng độ mà 30 mg trên ml á hoặc là thấp hơn á thì cái nguy cơ ảnh hưởng độc tai trong thì nó dưới 25%. Thành ra chúng ta báo nhưng không phải họ hẳn hoàn toàn là mất, hoặc là bệnh nhân chọn lựa cái phương pháp khác là phẫu thuật thay vì chích gentamicin. Nhưng mà Hội Tai Mũi Họng Mỹ vẫn khuyên mình các bước là qua gentamicin, nhưng nào không hiệu quả nữa chúng ta mới qua phương pháp phẫu thuật, hoặc là chúng ta hủy mề nhĩ, hoặc là chúng ta cắt dây thần kinh tiền đình và ưu tiên là hủy mề nhĩ nhiều hơn. Vâng, cảm ơn thầy Luân, hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm này. Một câu hỏi nữa cho thầy Luân là hội chứng menye thời gian bao lâu thì có kết quả điều trị? Chắc là kết quả điều trị đấy. Điều trị hội chứng menye thì bao nhiêu lâu có kết quả? Chúng ta điều trị cái cơn cấp, chúng ta dùng cái thuốc ức chế tiền đình. Các thuốc ức chế tiền đình thì bao gồm các thuốc kháng histamine hoặc là kháng cholinergic, hoặc là phối hợp các dạng canxi, hoặc chúng ta có thể kèm thêm các thuốc chống nôn và kèm các hoặc là thuốc thì khi mà thuốc an thần, đúng rồi, xin lỗi, thuốc an thần nó cũng có tác dụng ức chế tiền đình đó. Thì qua cái giai đoạn đó chúng ta duy trì, nếu bệnh nhân thông thường nó cũng một cái đợt cơn chóng mặt như vậy á, chúng ta điều trị đúng thì nó sẽ cắt cơn và chúng ta duy trì.
bằng cái thuốc phục hồi tiền đình hoặc là thuốc đại tiểu. Thì kết quả như thế nào thì chúng ta theo dõi thì chúng ta thấy sau vài ngày thì nó kết quả nó tốt dần dần và nhân thấy chóng mặt trở lại sự thật bình thường, thì đó là cái kết quả tốt sau một ngày. Còn một câu nữa là điều trị chóng mặt bằng tanganin và piracetam, thì thấy lâm sàng cũng có hiệu quả nhưng mà trong bài này thì không thấy nói, cả thầy Lân và cô Thủy cũng thấy Tanganin nó là acetylcysteine. nói. Tanganin nó người ta cũng chưa biết xếp nó vào cái loại ức chế hay là loại phục hồi tiền đình, nhưng mà có lẽ là xếp vào cái nhóm là ức chế nhiều hơn. Thì cơ chế tại sao là nó tác động lên giảm chóng mặt người ta vẫn chưa có rõ, giống như là cái nhóm kháng histamine hoặc là cái kháng cholinergic, cũng giống như là beta histamine là bản thân nó cái cơ chế tác dụng người ta mới giải giả thuyết thôi, chứ mà chưa phải là rõ hoàn toàn. Thì cái trong cái giai đoạn mà cấp á, thì người ta cũng nên dùng cái acetylcysteine. Ở bên Pháp người ta hay hay cho bệnh nhân với cái chóng mặt tiền đình, và khi đi vào cho viêm thần kinh tiền đình á, thì người ta vô người ta chích cái cho tác dụng nhanh, và sau đó khi mà bớt rồi và kèm theo các thuốc an thần, và sau khi bớt rồi người ta chuyển qua cái thuốc khác và cho bệnh nhân tập phục hồi tiền đình. Vâng, cái acetylcysteine này thì gần đây có một số tài liệu, đặc biệt bên Mỹ, người ta khuyến cáo không có dùng, cho nên là cũng cho vào cái nhóm gọi là ức chế tiền đình và chỉ xài trong thời gian rất ngắn trong cơn cấp mà thôi. Có một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng cái này nó phải là một cái bài rất là dài, tức là nói là làm sao mà chuẩn đoán được là VPVP chóng mặt kịch phát lành tính ở ống bán khuyên nào, thì đây là một cái bài rất là dài, thì tôi hy vọng là sẽ có những cái bài trong những cái training tiếp theo để nói rõ hơn, đồng thời là nói cái cách mà huấn luyện tiền đình đối với cả VPVP như thế nào. Thì tôi chỉ nói tóm tắt ở đây là thứ nhất đó, là với VPVP thì đa số là kịch phát liền tính là chiếm tỷ lệ nhiều nhất là ống bán khuyên sau. Sau đến ống bán khuyên ngang và ống bán khuyên trước thì ít. Ống bán khuyên sau thì người ta dùng cái nghiệm pháp chuẩn đoán là dùng distal pipe, còn đúng khoán khuyên ngang thì dùng cái sunpyroid, tức là quay cái đầu ngang, và khi đối với cái ống bán khuyên sau thì động mắt nó sẽ làm rotatoire mix, nó và nó xoay, còn đối với ống bán khuyên ngang thì động mắt nó sẽ ngang và nó sẽ đa số nó nghiêng về bên bệnh. Và điều trị thì là dùng cái DPI điều trị cũng như nghiệm pháp EPRE điều trị do cái ống bán khuyên sau, và ống bán khuyên ngang thì dùng cái xoay đầu ngang để điều trị, và khi nào biết là nó trở về thì chúng ta mỗi mỗi thời điểm mỗi cái nghiệm pháp nó sẽ có hướng dẫn cụ thể riêng, nhưng mà nhìn chung nguyên tắc là mình di chuyển cái đầu ra mỗi một cái vị trí thì mình chờ 30 giây quan sát cái nystagmus, cái động mắt, và sau 30 giây nếu mà mình đúng vào cái vị trí mà cái otolith nó rơi vào cái vị trí bình thường thì sau 30 giây là từ từ động mắt nó sẽ trở về bình thường và bệnh nhân thậm chí hết cơn chóng mặt ngay lập tức. Thì đấy là cái tóm tắt mà thôi. Đồng ý với cô Thủy. Đối với lại BPPV là chẩn đoán, chúng ta nhớ là mình quan trọng là bác sĩ tai mũi họng mình phải chẩn đoán ra được cái BPPV của bệnh khuyên sau, vì nó chiếm đa số. Còn cái kia là mình không bắt buộc là mình phải nhớ, nó phức tạp lắm. Khi nào cần ở nước ngoài thì một cái chuyên gia mà điều trị về chóng mặt và thích hợp, và không phải là bác sĩ tai mũi họng đâu, người ta phải được điều trị rất là phải được dạy rất là lâu, phải khoảng 2 năm á, có rất nhiều kinh nghiệm á. Mình thì điều trị ban đầu, khi nào mình không điều trị được nữa đó thì mình chuyển cho cái chuyên gia đó. Thì cái cơ chế của cái BPPV là cái sỏi ống khuyên nó rớt ra khỏi cái xoang nang. Thì khi chúng ta xoay đầu á, thì cái nội dịch nó di chuyển, nhưng mà khi nó di chuyển tới một lúc nào đó thì nó dừng lại. Nhưng mà đối với BPPV thì cái thạch chỉ đó nó làm cho cái nội dịch khi nó lắng xuống theo trọng lực, nó làm cho nội dịch tiếp tục di chuyển, và cái thời gian nó lắng xuống nó dưới 30 giây, thành ra cái triệu chứng nó kéo dài nó khoảng dưới 30 giây. Đó là điều chúng ta cần nhớ. Và làm EPLI khi chúng ta làm cái distal pipe mà dương tính rồi đó, chúng ta cho bệnh nhân quay đầu về hướng về cái phía bên tai mà chúng ta nghi đó, ta làm nếu mà dương tính đó, thì chúng ta làm luôn cái nghiệm pháp EPLI để chữa cái BPPV cho bệnh nhân luôn, để cho cái sỏi cái ống nó rớt lại vào cái xoang nang và cho bệnh nhân bớt chóng mặt.
Vâng. Một câu hỏi có một đồng nghiệp hỏi là sử dụng beta-histin liều 48 mg trên ngày có nên giảm liều cho bệnh nhân trước đi ngưng hay không? Thì không có khuyến cáo là ngưng liều. Có một đồng nghiệp khác là xài trong 3 tuần có ảnh hưởng chức năng hay gan hay không? Thì trên tài liệu cũng không có, chưa có ghi nhận đến ảnh hưởng chức năng gan. Cho nên là đương nhiên là phải sử dụng trên biết là bệnh nhân này chức năng gan bình thường chứ không, rồi không có thai và không có những cái bệnh nội khoa tiêu hóa khác thì chúng ta xài bình thường. Câu hỏi cho thầy Lân này, về kinh nghiệm sử dụng thuốc lợi tiểu trên bệnh nhân bị mê Câu này khó, chắc phải hỏi nhé. bác sĩ kinh nghiệm dùng nhiều, tại vì mình là không phải là bác sĩ nội khoa. Nếu chúng ta chọn lựa hai thuốc thì tôi đi sử dụng beta histidine chứ tôi không chọn thuốc lợi tiểu, tại vì thuốc lợi tiểu nó có những cái loại nó có thải kali hay không vân vân. Nếu chúng ta dùng trên bệnh nhân bị suy thận nó rất là nguy hiểm. Thứ hai, nếu bệnh nhân có cao huyết áp thì chúng ta dùng phối hợp thuốc, dùng thuốc lợi tiểu nó có thể làm cho bệnh nhân hạ huyết áp hơn và những cái tác dụng phụ khác, và bắt đầu chúng ta phải là đo dòng đồ vân vân, nó rất là phức tạp. Thật ra khi mà chúng ta muốn dùng thuốc lợi tiểu đó thì chúng ta phải tham khảo ý kiến của đồng nghiệp và nội khoa, coi cái cơ địa bệnh nhân nó có tốt hay không. Và thuốc lợi tiểu người ta cũng dùng kéo dài, có thể vài tháng thậm chí cả năm, và những cái thuốc lợi tiểu thông thường như chúng ta thấy trên thị trường đều có thể dùng được, nhưng mà cái guideline thì không có nói rõ cách sử dụng như thế nào. Nếu mà bạn muốn tham khảo thì bạn phải đọc những cái bài nghiên cứu hoặc là những cái guideline của từng nước để sử dụng. Và tôi khuyên là bác sĩ tai mũi họng mình thì nếu mà chúng ta không có nắm chắc về nội khoa thì không có nên dùng, mà chúng ta dùng beta-histidine này tốt hơn. Vâng, có một đồng nghiệp hỏi là có một bệnh nhân đang được điều trị chóng mặt tư thế kỳ phát lành tính với beta sẹt 48 mg trong ngày trong 6 tuần nhưng mà bệnh nhân chỉ giảm được 30%. Như vậy hướng xử trí tiếp theo thì cái này trong bài tôi cũng nói rất rõ rồi, đối với chóng mặt kỳ phát lành tính thì chúng ta phải xác định là bệnh lý do cái thạch nhĩ nó rời ra khỏi vị trí của nó. Đa số ban khuyên sau thì mình phải làm cái nghiệm pháp điều trị như là spray để cho nó trở về vị trí đã, rồi sau đó chúng ta có sử dụng hay không cái thuốc beta-histidine. Chứ còn nếu mà chỉ có sử dụng cho bệnh nhân beta-histidine thì bệnh nhân không thể hết bệnh được. Rồi, cái BPPV quan trọng là chúng ta phải làm các nghiệm pháp cho bệnh nhân thôi, còn cái thuốc đó nó là hỗ trợ thôi chứ không phải là cái chính. Đó là lý do tại sao họ không có giảm hết hết. Còn một câu nữa thì hỏi thêm là chóng mặt đối với đối tượng là phụ nữ tiền mãn kinh này, mãn kinh điều trị cơn kịch phát và dự phòng thì việc sử dụng thuốc như thế nào? Tiền mãn kinh và mãn kinh thì đương nhiên là nó sẽ em phải xác định nếu mà chóng mặt do mãn kinh thì mãn kinh thì có thể có những cái cơn chóng mặt xoay kịch phát thì mình cũng điều trị như là đã nói ha, điều trị bằng những thuốc. Có những cơn mạnh thì là những cơn quá cơn kịch phát nặng có thể dùng kết hợp cả hai ức chế và kích thích tiền đình. Tuy nhiên đa số những bệnh nhân mà chóng mặt do tiền mãn kinh là không phải chóng mặt thật sự mà là cái mà choáng váng này kia thứ thôi thì mình phải tìm đến điều chỉnh cái nội tiết cho bệnh nhân như thế nào, bởi vì là tiền mãn kinh là do giảm estrogen progesterone thôi, cho nên chúng ta phải bổ sung. Và cái đó là phải có tư vấn của bác sĩ về sản phụ khoa thì nó sẽ tốt hơn. Vâng, vâng thì kính thưa quý đồng nghiệp, buổi training hôm nay của chúng ta thì cũng đã hết giờ, mặc dù tôi thấy còn một vài câu hỏi nữa, đa số câu hỏi rất là nhiều câu hỏi trùng nhau thì chúng tôi đã trả lời hết rồi. Nếu quý đồng nghiệp nào có thêm câu hỏi thêm thì đề nghị liên lạc với cả ban tổ chức cũng như là cá nhân báo cáo viên để có những câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất. Thay mặt của Tam Học Việt Nam, tôi chân thành cảm ơn tất cả các quý đồng nghiệp đã bỏ thời gian tham dự cái buổi training về cập nhật chẩn đoán và điều trị rối loạn tiền đình của Hội Tam Mỹ Họng ngày hôm nay. Trong dịch Covid như thế này thì chúng ta cũng ở nhà có nhiều, mặc dù như vậy nhưng cũng rất là nhiều áp lực và chúng ta phải
công việc của chúng ta, đặc biệt là các bác sĩ trong ngành y thì cũng có những bác sĩ đang trong tuyến đầu chống dịch, rồi có những bác sĩ không có trực tiếp với tuyến đầu thì cũng có những công việc của mình để trong cái việc mà phòng chống, giúp cho ngành y đẩy lùi cái dịch bệnh này nhanh nhất. Thì tôi cũng rất là mong rằng chúng ta cũng cùng đồng lòng để dịch bệnh có thể đi nhanh nhất, và chúng ta sẽ còn có những cái buổi học training, những cái hội thảo hội nghị offline để chúng ta còn bàn kỹ hơn về những cái phác đồ điều trị cũng như là cái cập nhật mới về điều trị các bệnh lý tai mũi họng. Tôi cũng một lần nữa cảm ơn công ty Abbott đã rất là nỗ lực và đã tổ chức cùng với đồng hành với các hội tai mũi họng để có cái buổi training này rất là hữu ích cho các đồng nghiệp tai mũi họng cũng như là các chuyên khoa có liên quan. Cảm ơn công ty tổ chức DMC, cảm ơn Phó giáo sư Luân, và cuối cùng thì kính chúc các quý đồng nghiệp luôn luôn vui khỏe và an toàn trong mùa dịch, và xin hẹn lại quý đồng nghiệp vào cái buổi training thứ 8 tiếp sau đây. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào. Sau đây em xin phép được chiếu video clip mở khí quản của bệnh nhân COVID-19 để các quý vị đại biểu cùng theo dõi. Vâng, kính thưa quý đồng nghiệp, đây là cái video clip được Viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh làm từ đầu mùa dịch để hướng dẫn các bác sĩ mở khí quản những bệnh nhân mà COVID-19. Thì có làm một cái khung gọi là cái đường hầm trong để tránh những cái giọt bắn. Đương nhiên phẫu thuật viên thì phải mặc bộ đồ bảo hộ. Thường bây giờ là mặc đồ bảo hộ level 4, cấp 4. Với cái khung trong như này thì cản để cho những cái giọt bắn ra ngoài. Các thao tác mở khí quản thì mở khí quản như kinh điển mà thôi. Nhiễm COVID-19, ngoài trang phục bảo hộ cho các bác sĩ tham gia phẫu thuật như thế này. Đây là khung trong, người ta gọi là đường hầm bảo vệ, như bên đây. Đường hầm bảo vệ trong cái phẫu thuật mở khí quản, đó là một cái thao tác, một cái thủ thuật trên cái đường hô hấp, cho nên có nhiều nguy cơ nhiễm COVID-19. Đặc biệt là trong cái thì rạch rụng khí quản, virus corona có thể bay ra ngoài và lây nhiễm ra môi trường xung quanh, cho nên cái lồng bảo vệ có thể giúp ngăn chặn, hạn chế cái tình trạng lây nhiễm ra môi trường. Bài kiểm tra post-test đã được gửi trong box chat và phát trên màn hình cùng với mã QR code. Quý đại biểu vui lòng hoàn thành bài post-test và đạt trên 80% điểm bài kiểm tra để được nhận giấy chứng nhận CME. Bài post-test sẽ được mở trong vòng 24 giờ tính từ thời điểm kết thúc buổi học. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, đơn vị thực hiện xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, chủ tọa, diễn giả đã tham dự buổi học và các quý vị đại biểu đã tham dự. Em xin trân trọng cảm ơn và hẹn quý vị đại biểu trong buổi học tiếp theo.